Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1361. Bản thân hắn ta cũng được coi là một con hắc mã. Hai trận thắng liên tiếp, ba trận thắng liên tiếp, bốn trận thắng liên tiếp, năm trận thắng liên tiếp, trong trận đấu bảng, Lâm Nhất đạt được thành tích đáng kinh ngạc với 8 lần chiến thắng liên tiếp. Chiến tích kinh ngạc như vậy, ngoại trừ những cao thủ cấp công tử thì rất ít người có thể đạt được. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, ngoài lúc đấu với Lạc Sư Hàng cần dùng đến kiếm, những trận đấu khác Lâm Nhất đều chỉ sử dụng Long Hổ Quyền. Long Hổ Quyền nổi danh Đại Tần đã thể hiện ra phong thái bất khả chiến bại trong tay một đệ tử kiếm tông. Vẻ mặt trưởng lão và đệ tử của Huyền Thiên Tông đều khó coi. Trùng hợp là đối thủ trong trận chiến thứ 10 của Lâm Nhất lại là thông nguyên đệ tử của Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông là một thế lực Phật môn. Trong tông môn có tăng chúng cũng có đệ tử, một loại là đệ tử Phật môn thuần túy, một loại là nửa tăng nửa phàm. Đối với việc có xuất gia hay không, Huyền Thiên Tông không cưỡng ép, phụ thuộc vào bản tính của đệ tử. Nhưng trong Đại Tần Đế Quốc có một nhận thức cơ bản. Cao thủ thật sự của Huyền Thiên Tông đều là đệ tử Phật môn xuất gia thành tăng, tinh thông Phật lý. Hai cao thủ cấp bậc công tử của Huyền Thiên Tông như công tử Lưu Thương hay công tử Vân Chân thì đều là Phật môn. Có thể nói rằng truyền thừa thực sự của Huyền Thiên Tông chỉ có tăng xuất gia mới được trao tặng. Mà Thông Nguyên chính là đệ tử Phật môn của Huyền Thiên Tông. Giống như Lâm Nhất, hắn ta cũng thắng liền 9 trận, hơn nữa cũng sử dụng Long Hổ Quyền để quét sạch đối thủ. Long Hổ Quyền của hắn ta vừa mạnh vừa bá đạo, đại khai đại hợp, khi xuất quyền, trên người có Phật quang bao phủ. Như kinh công tái thế, nổi giận là quần ma rút lui, hàng long diệt hổ. Ý nghĩa sâu sắc chính tông của Long Hổ Quyền được thể hiện một cách sống động trên người hắn ta khiến người ta mở mang tầm mắt. Bản thân hắn ta cũng được coi là một con hắc mã. Nhiều năm nay, hắn ta chỉ chăm chỉ tu luyện ở ngôi chùa phía sau Huyền Thiên Tông, cũng khá nổi tiếng ở tông môn, nhưng người ngoài môn lại ít biết đến. Có phần giống với Diệp Phong của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lão tử không tin ở trước mặt Thông Nguyên mà tiểu tử này vẫn dám dùng Long Hổ Quyền. Trưởng lão Nguyên Bi dẫn đầu Huyền Thiên Tông tức giận bất bình nói. Đường đường là tuyệt kỹ của Huyền Thiên Tông mà lại rơi vào tay một đệ tử ngoại tông, đã vậy hắn còn sử dụng nó để tỏa sáng trong Long Môn tranh tài. Mỗi lần Lâm Nhất thắng là lại như tát vào mặt ông ta một cái, thật sự khiến ông ta tức điên. Bù! Tiếng xé toạc không khí vang lên, Lâm Nhất đeo hộp kiếm, vững vàng đáp đất. Hắn ngước lên, khi nhìn vào đối thủ, ý chí chiến đấu trong mắt như ngọn lửa cháy hừng hực. Uy thế Long Hổ rồi rào bá đạo không ngừng hiện lên trên người Lâm Nhất. Phong tòng Long, Vân tòng Hổ, Phong Vân tịnh khởi, Long ngâm Hổ khiếu. Chương 1362 ngông cuồng. Lại là Long Hổ Quyền. Ha ha, thú vị thật, đám Huyền Thiên Tông mặt mũi tên nào cũng đen xì cả rồi. Lâm Nhất ngông cuồng quá nhỉ, đối đầu với Thông Nguyên mà vẫn dám dùng Long Hổ Quyền. Nếu thắng thì thật sự là... Lần này có trò hay để xem rồi, trận chiến giữa hắc mã, quyết định ai mới là hắc mã thực sự trong 8 nhóm. Hắc mã đối đầu với hắc mã. Lâm Nhất và Thông Nguyên đứng trên chiến đài số 8 chuẩn bị chiến đấu, lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết toàn bộ khán giả. Trên thực tế, nói một cách chính xác thì cả hai đều không phải hắc mã. Lâm Nhất đã nổi tiếng từ lâu, hắn đã chứng minh được thực lực của mình trong trận phong ba tử hôn lễ của Đại Hoàng Tử. Chỉ là trước đó vì tự đoạn huyền mạch nên rất nhiều người đánh giá thấp thực lực của hắn. Còn Thông Nguyên vốn là đệ tử của Huyền Thiên Tông, địa vị khá cao. Chẳng qua là Diệp Phong nổi danh lẫy lừng trong tông môn, còn Thông Nguyên thì khổ luyện ở núi sau, người ngoài rất ít biết đến. Nhưng dù thế nào, cả hai đều rất lợi hại, đều chứng minh được thực lực của mình ở vòng đấu bảng này, vượt xa dự đoán của mọi người. Đặc biệt là cả hai đều thi triển Long Hổ Quyền nên càng khiến mọi người mong đợi hơn. Thông Nguyên mặc áo tăng đứng trên chiến đài hơi nhíu mày, vẻ mặt có phần khó coi, cảm thấy Lâm Nhất hơi coi thường mình. Một đệ tử ngoại tông đối mặt với mình mà vẫn dám sử dụng Long Hổ Quyền. Lên đài, hắn ta sẽ cho Lâm Nhất một bạt tai. Lâm Nhất, người coi thường Thông Nguyên ta hay là coi thường Huyền Thiên Tông ta hả? Một tia tức giận hiện lên trong mắt Thông Nguyên, hắn ta nói tiếp, rút kiếm của ngươi ra đi,
hôm nay dù thua dưới Thủy Nguyệt kiếm pháp đã đạt hóa cảnh của ngươi thì Thông Nguyên ta cũng thua tâm phục khẩu phục. Xin lỗi, ta chưa định dùng kiếm. Lâm Nhất muốn giải thích rằng mình không coi thường đối phương. Mà ngược lại, hắn vì cảm thấy Long Hổ quyền của đối phương thực sự xuất sắc nên mới có ý dùng Long Hổ quyền ứng chiến. Hắn muốn kiểm chứng xem Long Hổ quyền của mình đã đạt đến cảnh giới nào, còn cần bổ sung cải thiện chỗ nào. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy có một số điều không thể giải thích rõ ràng nên không nói nhiều nữa. Hơn nữa người khác nghĩ thế nào liên quan gì đến Lâm Nhất này? Ngông cuồng! Lời nói của Lâm Nhất hoàn toàn chọc giận Thông Nguyên, hắn ta tức giận trừng mắt nhìn, khí thế toàn thân bộc phát. Rắc rắc! Những tiếng nổ lanh lảnh phát ra từ cơ thể hắn ta vốn đã cao lớn giờ đây lại phình to hơn, trở nên cực kỳ vạm vỡ. Cơ bắp lộ ra ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng kim loại. Chương 1363 đúng lúc lắm. Như sơn son thép vàng, như tượng điêu khắc bằng vàng, toát ra Phật uy đáng sợ. Lâm Nhất, ngươi không định giải thích à? Thông Nguyên lãnh đạm nhìn đối phương. Lâm mỗ ta làm gì cần phải giải thích với ngươi sao? Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua vẻ mệt mỏi, hắn nhẹ giọng đáp. Được, vậy thì đi chết đi. Trong cơn thịnh nộ, Thông Nguyên chắp hai tay đặt trước ngực, sau lưng hắn ta đột nhiên phóng ra một luồng Phật quang, ở chính giữa Phật quang có chữ vạn Phật ấn không ngừng xoay chuyển. Trong phút chốc, khí thế của Thông Nguyên đã bộc phát tới tử phủ, đạt tới cảnh giới người người khiếp sợ. Kim cương chiến thể, đây là luyện thể thần quyết của Huyền Thiên Tông, có lẽ hắn ta đã luyện tới cảnh giới toàn thân như sơn son thép vàng, đao thương không thể phá được, nước lửa cũng không thể phạm vào. Thông Nguyên nổi giận rồi, lá bài tẩy này lẽ ra không nên để lộ ở vòng bảng mới đúng. Xong đời, Lâm Nhất bảo hắn không dùng kiếm, e là hắn sẽ không thể xuống đài. Nhìn thấy thực lực khủng khiếp mà Thông Nguyên thể hiện, những người đứng xem xung quanh đều kinh ngạc. Để xem tiểu tử này còn dám ngông cuồng nữa không? Trên hàng ghế khách quý, các trưởng lão Huyền Thiên Tông cười khẩy với vẻ mặt nham hiểm. Lâm Nhất vẫn bình thản nhướng mày. Một tiếng kiếm ngân vang lên trong cơ thể hắn như kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm ý bán bộ tiên thiên toàn thân bùng nổ, hòa vào làm một với uy thế Long Hổ một cách hoàn hảo. Ông! Kiếm thế trên người hắn lập tức trở nên như có thực thể, nhô lên từ mặt đất, đâm thủng bầu trời. Hắn đứng trên chiến đài số 8, thân hình cao thẳng tựa như một thanh bảo kiếm thà bị gãy chứ không chịu cong. Kim cương ấn, Long hành hổ bộ. Thông Nguyên hét lên. Hai tay chắp trước ngực đột nhiên đan vào nhau sau đó biến hóa nhanh chóng, kết thành một dấu ấn cổ xưa. Hắn ta đồng thời bước ra một bước, uy thế Long Hổ lúc ẩn lúc hiện trên người hắn ta, khi thì hóa thành tiếng rồng ngâm, khi thì chuyển sang tiếng hổ gầm, rồng ngâm hổ gầm lẫn vào nhau. Cứ mỗi bước đi, chiến đài cổ xưa này cũng rung lên như thể đất trời rung chuyển, Phật uy dâng trào, núi kêu biển gào, ùn ùn kéo đến. Đúng lúc lắm. Kim cương ấn, Long hành hổ bộ. Lâm Nhất nghiễm nhiên không sợ, hai tay cũng kết ấn, cùng thi triển Long hành hổ bộ xông lên đổ chiêu. Nhưng trên người hắn không có Phật uy. Chỉ có kiếm thế thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai? Một bước, hai bước, ba bước. Ầm ầm. Chương 1364 họa Long điểm tinh. Hai người tiến lại gần nhau, lúc di chuyển làm cho chiến đài số 8 rung kịch liệt hơn. Ngay cả đài quan chiến cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng. Hai người này, thật đáng sợ, rốt cuộc ai mới là Long Hổ quyền chính hiệu đây? Trước khí thế hùng hồn của hai người, khán giả cảm thấy vô cùng chấn động, nhất thời không thể phân biệt đâu mới là Long Hổ quyền thật sự. Bùm! Khi cả hai người đều bước đủ 9 bước, đồng thời hóa ra dị tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông. Dưới sự hỗ trợ của dị tượng và kim cương ấn, quyền mang của hai người đều phát ra tiếng nổ rung trời. Lâm Nhất lập tức cảm thấy năm ngón tay tê dại, vô cùng đau nhức. Nhưng kiếm ý càn quét cũng khiến cho Phật uy như biển của đối phương bị rách. Hờ hờ, đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp tục nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thông Nguyên ỷ mình chiếm ưu thế về tu vi, cười nhếch mép. Lạnh giọng nói, Long phi hổ khiêu. Ta sợ ngươi chắc. Trong mắt Lâm Nhất tràn ngập sắc bén, mái tóc dài tung bay, hắn giơ tay lên đỡ chiêu.
Long Phi. Hai người bật nhảy lên cao như rồng trên biển, tung ra sự tinh túy của cú đấm rồng bay trên bầu trời. Bùm. Trong tiếng nổ, hai người tựa như hai chiếc lò nướng sắt thép, khi đốt đến độ sôi thì va chạm mạnh vào nhau. Cả hai đồng loạt xoay người trước khi rơi xuống đất, sau đó thi triển sát chiêu Long Phi Hổ Khiêu chân chính. Hổ Khiêu. Quyền mang đánh ra từ xa nổ tung giữa không trung, kiếm uy và Phật uy điên cuồng quấn lấy nhau, thoạt nhìn như một thanh bảo kiếm hóa thành giao long chiến đấu với Phật Kinh Công. Thông Nguyên sầm mặt lại, Phật uy toàn thân lập tức trở nên sền sệt, hỗn độn như mực. Lâm Nhất giang hai tay ra, kiếm ý tản ra ở sau lưng, đồng thời múa bút vẩy mực. Trong mắt người ngoài, hai người trên chiến đài số 8 đột nhiên trở nên mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt, sao lại không thấy rõ thế? Hai người này đang làm gì? Rất nhiều người lập tức quýnh lên, kể từ lúc bắt đầu cho đến nay, Long Môn tranh tài chưa bao giờ có trận chiến nào chấn động như thế này. Bỗng nhiên, cả hai người bắt đầu trở nên mờ ảo cùng lúc. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được trên chiến đài có khí thế kinh khủng và chân nguyên đang tích tụ, sao có thể không làm người ta sốt ruột cơ chứ? Khi tất cả mọi người đang nghi hoặc, cảnh tượng mờ ảo trên chiến đài số 8 đột nhiên rõ ràng, họa long điểm tinh. Chương 1365 Long Hổ nhập thể. Thông Nguyên hét lớn lên, Phật quang trên người hắn ta tỏa sáng rực rỡ, sau lưng hiện ra một bức tranh minh mang, một ảnh ảo chân long ẩn chứa quyền mang lao về phía Lâm Nhất. Uy áp khủng khiếp nhất thời khiến bầu không khí trên đài trở nên ngột ngạt. Đi chết đi. Trong tiếng hét giận dữ, khuôn mặt vốn đã hung ác của Thông Nguyên càng thêm dữ tợn. Họa long điểm tinh. Rầm. Xung quanh Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện một cuộn tranh mở ra để lộ một thanh kiếm sắc bén tỏa hào quang chói lóa. Thông Nguyên vẽ rồng, còn Lâm Nhất thì vẽ kiếm. Một thanh kiếm thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai, cao cao tại thượng. Hắn tung quyền đỡ lấy ảnh ảo chân long khiến người ta hít thở không thông kia. Bùm! Kiếm và rồng chạm nhau, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai trong tiếng nổ rung trời. Rư. Long ảnh gào thét quanh người Thông Nguyên, thanh trường kiếm sau lưng Lâm Nhất rung lên. Chết tiệt! Thông Nguyên mắng thầm trong lòng, hắn ta ngạc nhiên phát hiện long ảnh mà mình ngưng tụ từ quyền mang đang dần rách ra, còn thanh kiếm do đối phương ngưng tụ vẫn sắc bén, hào quang vẫn không biến mất. Tường long tại thiên! Hắn ta lui ra, xoay người tung một quyền tạo long ảnh, sau đó tiếp tục xông lên. Long ảnh quấn quanh, song quyền lao đi như gió. Bùm bùm bùm. Lâm Nhất đứng yên tại chỗ, quả quyết thi triển Long Hổ quyền lao tới đỡ lấy những cú đấm từ Thông Nguyên. Các đại sát chiêu của Long Hổ quyền được hai người thi triển liên tục, tạo nên một trận chiến kinh hoàng. Trên không trung, kiếm ý và Phật uy dao động, bóng dáng hai người không ngừng biến hóa, quyền mang chạm nhau phát ra những tiếng nổ đáng sợ, văng vẳng không dứt. Đợi đến khi thi triển chiêu thức Hàng Long Phục Hổ cuối cùng, Lâm Nhất đau đớn kêu lên, bị đánh văng ra xa. Nơi dừng chân là ngay bên rìa chiến đài. Cuồng phong ngừng thổi, Thông Nguyên vững vàng đáp xuống chính giữa chiến đài số 8, phần áo trên bị rách ra, trên da có dấu ấn một rồng một hổ thật sâu như hình xăm. Long Hổ nhập thể. Lẽ nào Long Hổ quyền của Thông Nguyên đã đạt tới cảnh giới viên mãn đỉnh phong? Chương 1366 Tam ấn hợp nhất. Nghe đồn khi tu luyện Long Hổ quyền đến viên mãn đỉnh phong sẽ có Long Hổ quấn thân, Hàng Long Phục Hổ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chiêu thức này của Lâm Nhất, thua cũng không oan. Đúng, dù sao hắn cũng không phải người theo đạo Phật, không thể làm cho Long Hổ quấn thân được. Nhìn thấy hoa văn rồng hổ đáng sợ và dữ tợn trên người Thông Nguyên, mọi người dưới đài kinh ngạc thốt lên. Long Hổ quyền thực sự rất huyền diệu. Lâm Nhất nheo mắt lại, nghĩ thầm. Quả nhiên quyền pháp này vẫn còn điều bí ẩn mà hắn chưa hiểu rõ. Không nghĩ quá nhiều, lúc này lập tức thay đổi kế hoạch, lắc mình bay đến. Hắn vận dụng thất huyền bộ cấp hóa cảnh, nhảy lên xoay người, không có ý định liều mạng cùng đối phương. Keng keng keng. Thoáng chốc, nhờ vào ưu thế thân pháp, Lâm Nhất tung ra vô số cú đấm nện vào người đối phương, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, tạo thành chấn động cực lớn. Thế nhưng Thông Nguyên vẫn cứ đứng lù lù bất động. Vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu à?
ta đã đạt đến cảnh giới hàng long phục hổ chính thức, người dùng long hổ quyền thì có đánh cách nào cũng không thể làm ta bị thương. Nhưng ta thì lại khác, ví như hiện tại. Vừa nói, Thông Nguyên vừa nhếch mép cười khẩy, sau đó tung ra một quyền. Đường vân long hổ trên người hắn ta dường như sống lại, quấn quanh hai nắm đấm, mang theo khí thế vô cùng cuồng bạo, giam cầm Lâm Nhất trong đó. Một quyền này quá to lớn, hoàn toàn không cách nào né tránh được. Phụt! Lâm Nhất điên cuồng lui về sau, khóe miệng hắn rỉ máu, hiển nhiên, đã bị một quyền kia đánh thương nội tạng. Ta đã nói rồi, sử dụng long hổ quyền trước mặt ta, chính là tìm chết. Một kích đắc thủ, ánh mắt Thông Nguyên lóe lên tia hưng phấn, nhân cơ hội Lâm Nhất còn chưa hạ xuống đất, hắn ta đã lao vọt đến. Trong quá trình di chuyển, hai tay hắn ta kết ấn, thoáng chốc, kim cương ấn, phá không ấn và phục ma ấn xếp chồng lên nhau. Tam ấn hợp nhất. Khoảnh khắc khi ba ấn xếp chồng lên nhau, Phật uy trên người Thông Nguyên đã đạt đến cảnh giới tử phủ. Uy áp khủng bố khiến thân hình vốn đã khôi ngô của hắn ta càng thêm cao lớn, đến mức khiến lòng người run sợ. Toàn thân hắn ta tỏa ra kim quang, tựa như một cái bếp lò rực lửa, mang đến cảm giác vô cùng khủng bố. Tiêu rồi. Tam ấn hợp nhất, đây là tam ấn hợp nhất. Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm Nhất. Nhìn thấy tình thế hung hiểm bực này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Chương 1367 tứ ấn hợp nhất. Một quyền trước đó vốn đã khiến Lâm Nhất bị thương, kế tiếp lại dùng đến tam ấn hợp nhất, vừa ra tay đã muốn dồn đối phương vào đường chết. Một chiêu này của Long Hổ quyền được xưng là mạnh vô địch, khiến Đại Tần phải chấn động, chỉ trong tích tắc có thể khiến Lâm Nhất bị đánh tan xác. Thực lực như thế quả thật rất cao. Nhưng muốn giết hắn thì còn chưa đủ. Ầm ầm. Chân nguyên toàn thân Lâm Nhất như giang hà sôi trào, tiếng sóng như tiếng sấm, kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn liên tục được thi triển. Ba ấn xếp chồng lên nhau, trên người Lâm Nhất cũng bộc phát ra kiếm thế kinh thiên. Còn chưa hết. Chư thiên ấn, dùng kiếm hóa thiên. Ầm. 33 chuôi kiếm quang được ngưng tụ từ chân nguyên nhanh chóng triển khai thành hình rễ quạt sau lưng hắn. Kế đó, phóng thẳng lên trời. Hóa thành đại dương kiếm ý mênh mông như biển trời. 33 kiếm, 33 trời. Chư thiên ấn, đây là chư thiên ấn. Không. Khi nhìn thấy cảnh này, trưởng lão Huyền Thiên Tông liền đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, tất cả mọi người cũng nhìn không được kêu lên. Đến khi Lâm Nhất rơi xuống, mày hắn cau chặt, đôi mắt vằn vện tia máu. Tứ ấn hợp nhất, tứ ấn hợp nhất. Ngay khoảnh khắc bốn ấn kim cương ấn. Phá không ấn, phục ma ấn và chư thiên ấn xếp chồng lên nhau, trên người Lâm Nhất bộc phát khí thế khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Toàn thân hắn bắn ra từng luồng hào quang chói mắt, giống như một cái lò rực lửa, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ. Lò lửa cháy hừng hực, còn đáng sợ hơn so với núi lửa sắp phun trào. Sao có thể chứ? Tuy đã vận dụng tam ấn hợp nhất, khí thế có thể sánh ngang cảnh giới tử phủ, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt, Thông Nguyên không khỏi hoảng sợ. Hắn ta không cách nào lý giải được, đối phương không phải người của Phật môn thì sao có thể lĩnh ngộ được chư thiên ấn. Không. Thông Nguyên biến sắc, hắn ta muốn thu tay lại, ngăn cản tất cả những chuyện sắp xảy ra. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, dù là Lâm Nhất cũng không cách nào khống chế hoàn toàn sức mạnh của tứ ấn hợp nhất. Hai bóng người hung hăng va vào nhau giữa không trung. Tạo thành một tiếng nổ mạnh lửa như đất bằng dậy sóng, liên miên không dứt, quanh quẩn mãi trên quảng trường Long Môn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mỗi một tiếng như có một cái búa gỗ mạnh vào tim mọi người. Chương 1368 Chư Thiên Ấn. Sau hơn 10 tiếng, những người có tu vi khá thấp đều tái mặt, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Thông Nguyên vốn đang điên cuồng xông đến. Nhưng lại không cách nào chịu nổi một kích chứa đựng sức mạnh khủng bố từ bốn ấn xếp chồng lên nhau, thoáng chốc, hắn ta đã bị đánh trọng thương, cơ thể văng ngược ra ngoài. Tiếng nổ liên miên không dứt, âm thanh răng rắc quanh quẩn, dường như có thứ gì đó bị nghiền nát. Phật uy, chân nguyên, kiếm thế, rất nhiều dị tượng bị nghiền nát, đan xen nhau, hình thành một luồng khí thức dày đặc mà đục ngầu, bao phủ khắp lôi đài. Lúc mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc thì trên đài bỗng vọng ra một tiếng hừ lạnh. Trong màn sương đặc sệt, thoáng có bóng người vung mạnh ống tay áo.
Kiếm ý mênh mông tựa như gió thu, dễ dàng quét sạch những gì còn sót lại trên lôi đài. Trên đài thứ 8 trống rỗng, trong lúc nhất thời, kiếm âm còn sót lại liên miên không dứt, cuồng phong gào thét từ phía. Tà áo của Lâm Nhất bay phấp phới, ngày thường, thiếu niên vẫn luôn khiêm tốn, nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt điển trai lại lộ rõ bá khí. Chư Thiên Ấn. Không thể tưởng tượng được lại có người ngoài luyện thành Chư Thiên Ấn, đây là ấn ký mà ngay cả trưởng lão Huyền Thiên Tông cũng chưa chắc luyện được. Đáng sợ, không chỉ ngưng tụ được Chư Thiên Ấn, mà còn có thể hợp nhất được bốn ấn, quả thật khó mà tưởng tượng được. Đánh bại Thông Nguyên, thắng liên tục 10 trận, xem ra ở đài chiến thứ 8 này, không ai có thể ngăn hắn vượt qua vòng loại rồi. Dưới đài, sự rung động trong mắt các đệ tử xem chiến không cách nào xua tan. Từ ấn hợp nhất đột nhiên xuất hiện quả thật khiến người ta khó mà tin được. Ở một khắc cuối cùng, mọi người đều cho rằng Lâm Nhất chắc chắn phải chết, có ai ngờ, hắn không chỉ lật ngược thế cờ, mà còn dùng Chư Thiên Ấn, ấn ký khó nắm bắt nhất trong Long Hổ Quyền để đánh bại Thông Nguyên. Sắc mặt các đệ tử và trưởng lão Huyền Thiên Tông xám xịt như cho tàn, trông vô cùng khó coi. So với những người khác, từ trên xuống dưới Huyền Thiên Tông biết rất rõ Chư Thiên Ấn khó lĩnh ngộ đến mức nào. Trong thế hệ đệ tử chỉ có hai người nắm được. Một là công tử Lưu Thương, người còn lại là công tử Vân Chân, người trước mất 2 năm thời gian còn người sau là 3 năm, đến năm nay mới coi như miễn cưỡng nắm được. Nhưng Lâm Nhất, hắn mới hoàn toàn nắm vững Long Hổ Quyền trong bao lâu, có tính dư ra thì cũng chỉ được coi như tròn 1 năm. Đáng ghét, thằng nhóc này rốt cuộc làm thế nào làm được? Trưởng lão dẫn đoàn của Huyền Thiên Tông tức đến toàn thân phát run, bị người ta dùng Long Hổ Quyền đánh bại thảm hại như vậy. Không thể không nói, cú vả mặt của Lâm Nhất này quá ác. Huyền Thiên Tông xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi, tiểu kiếm nô này nếu như dám thi triển Long Tượng Chiến Thể Quyết trước mặt Hỗn Nguyên Tông ta thì cứ chờ xem hắn sẽ phải chết thế nào. Chương 1369 lấy kiếm hóa thiên. Văn Ngạn Bác nhìn thấy cảnh này thì trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ông ta với Lăng Tiêu Kiếm Các là kẻ thù một mất một còn. Nhưng Huyền Thiên Tông này vẫn luôn đứng ở vị trí là tông môn mạnh nhất Đại Tần, cũng khiến ông ta nhìn mà ngứa mắt. Bây giờ Huyền Thiên Tông lại bị mất mặt như vậy thì ông ta không khỏi mừng thầm trong lòng. Người này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng nếu dám so sánh Long Tượng Chiến Thể Quyết với ta thì thuần túy là muốn chết. Vẻ mặt công tử Nham Tâm nhìn về phía Lâm Nhất có thêm một chút nghiêm trọng. Chẳng qua khí thế ngạo mạn thoáng qua nơi đầu mày kia. Ít nhiều cũng lộ ra suy nghĩ sâu trong lòng hắn ta, không hề thực sự coi Lâm Nhất ra gì. Trên chiến đài, dư âm của kiếm ý dần tan đi. Lâm Nhất tóc dài tung bay, trên gương mặt thanh tú mang theo luồng bá khí khó mà dùng ngôn từ để hình dung. Trọng tài giật mình, thoáng ngẩn người. Vậy mà thực sự không rút kiếm, lại còn lấy Long Hổ Quyền để đánh bại Thông Nguyên. Đối thủ này còn nắm được Kim Cương Chiến Thể nữa đó. Đối với ông ta mà nói, có chút không thể lý giải nổi. Càng khiến ông ta ngạc nhiên hơn nữa là, Lâm Nhất lại có thể ngộ ra được Chư Thiên Ấn, lấy kiếm hóa thiên. Đưa mắt tìm khắp trăm quận của cả Đại Tần này, có lùi về 1000 năm trước đó hay 1000 năm sau này chưa chắc đã có người có thể làm được đến mức này. Lấy Phật uy tiến hóa thành Chư Thiên Ấn, rồi lấy kiếm hóa thiên, rõ ràng là 2 mức độ khó hoàn toàn khác nhau. Cái sau phải khó hơn cái trước không chỉ 10 lần. Trên chiến đài thứ 8, Thông Nguyên nằm trên đất không dậy nổi, lớp da trên cơ thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Kim cương chiến thế của hắn ta đã bị Lâm Nhất phá vỡ, nếu không phải vì chiến thể này thì vừa rồi cơ thể hắn ta đã phải chia 5 xẻ 7, chết không toàn thây rồi. Ở trước mặt ngươi sử dụng Long Hổ Quyền chính là tự tìm đường chết. Xem ra không hẳn là như vậy. Lâm Nhất nhìn về phía đối phương. Bình tĩnh nói. Vừa rồi, khi Thông Nguyên sử dụng Long Hổ nhập thể hòng đánh bại mình đã từng nói, dám sử dụng Long Hổ Quyền trước mặt hắn ta thì chỉ có đường chết. Nhưng bây giờ, ai thua ai thắng, nhìn là biết. Tài nghệ không bằng người, ta không có gì để nói. Chẳng qua, người hà tất phải sỉ nhục ta, cho dù ngươi có được lọt vào vòng trong thì đã sao? Không phải vẫn khó mà tránh được cái chết sao, thắng được một mình ta thì có tính là gì? Gặp phải công tử Tần Vũ, gặp phải công tử Dạ, gặp phải công tử Nham Tâm, gặp phải công tử Vân Chân của Huyền Thiên Tông ta,
có người nào sẽ tha cho ngươi chứ? Thông Nguyên giãy giụa muốn ngồi dậy, đáy mắt lộ vẻ không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Xoẹt. Trên chiến đài, Lâm Nhất bỗng nhiên cảm thấy có bốn tầm mắt sắc bén và lạnh như băng bắn về phía mình. Chủ nhân của những ánh mắt này chính là bốn công tử mà Thông Nguyên vừa mới nhắc tới. Giao. Ánh mắt của bốn công tử đồng thời hướng về bên này, chỉ là một ánh mắt thôi đã phá được kiếm thế trên người Lâm Nhất. Hóa thành gió, hóa thành cơn gió lạnh lẽo thổi tung lọn tóc dài trước trán của hắn, dường như muốn để cho gương mặt của hắn in vào trong đầu bọn họ được rõ hơn. Chương 1370 chắc là mấy ngày trước. Muốn ngay lập tức diệt trừ hắn cho hả dạ. Ha ha, tiểu nhân đắc chí, nói đến cùng thì cũng chỉ là một tên hề nhảy múa mua vui, còn tự cho là mình có thể một bước lên mây không bằng. Nhìn thấy ánh mắt của bốn công tử hướng cả về phía Lâm Nhất, đáy mắt Thông Nguyên thoáng qua vẻ sung sướng. Kết cục đã định, cho dù có không cam lòng hơn nữa thì hắn ta cũng chỉ có thể tranh giành chút thiệt hơn bằng võ miệng mà thôi. Thế nào, bị ta nói trúng rồi à? Ha ha, người thắng ta thì cũng chỉ có thể thành người chết mà thôi, cho dù ta thua rồi thì 3 năm sau vẫn có thể quay lại, vẫn có cơ hội để lấy được vị trí công tử, người cười đến cuối cùng vẫn là ta. Lời còn chưa dứt, Thông Nguyên chỉ cảm thấy một luồng chân nguyên ảo ạt hút mạnh hắn ta. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị kéo đi. Lâm Nhất vung tay xiết một cái ngay cổ họng hắn ta. Ai cho ngươi can đảm nói nhăng nói cuội ở trước mặt ta? Kẻ bại tướng còn muốn 3 năm nữa quay lại, bây giờ ta giết chết ngươi, Huyền Thiên Tông lại có thể làm gì được ta? Trên mặt lộ ra ý cười chế giễu, thần sắc Lâm Nhất bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói. Hai chân Thông Nguyên đạp lung tung, liều chết giãy giụa, trong mắt ngập vẻ kinh hoàng. Hắn ta rất muốn nói ra 3 chữ ta nhận thua nhưng cổ lại bị siết chặt khiến hắn ta không thể dặn ra được nửa chữ. Cút đi. Niệm tình cũ, Lâm Nhất sốt cuộc vẫn không giết chết người này, vung tay phất một cái. Giống như ném rác, vứt Thông Nguyên ra khỏi lôi đài. Một tiếng động lớn vang lên, cả người Thông Nguyên bị nện xuống nền đất, thở hồng hộc, giây phút hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất vừa đúng lúc phát hiện tầm mắt của đối phương cũng hướng về phía mình. Bước chân loạng choạng một cái, bị dọa cho suýt chút nữa là lại ngã nhào xuống đất. Không dám nói thêm một chữ nào nữa mà rũ rượi rời đi. Chiến đài thứ 8, Lâm Nhất thắng. View. Bóng người lóe lên, Lâm Nhất khẽ lắc mình đã đáp xuống chỗ nhóm người của Lăng Tiêu Kiếm Các. Trận chiến này khiến tất cả mọi người phải đánh giá lại người thiếu niên trước mặt mình. Người thiếu niên nọ từng một mình đứng trong gió tuyết. Phẫn nộ tuốt kiếm, ân nghĩa ngất trời. Nhưng nếu thực sự cho rằng hắn tốt tính mà có thể tùy ý đánh võ mồm để chiếm chút cảm giác thắng lợi thì kết quả của Thông Nguyên chính là một minh chứng rõ nhất. Chư thiên ấn, lấy kiếm hóa thiên, để học được từ lúc nào vậy? Sóng mắt Hân Nhiên long lanh nhìn về phía thiếu niên, ánh sáng trong mắt vô cùng rực rỡ. Cô ấy càng ngày càng không thể nhìn thấu được con người của tiểu sư đệ này. Chắc là mấy ngày trước. Lâm Nhất không hề giấu giếm, nói đúng sự thực. Tên nhóc này, không nhìn ra được cũng là người nóng tính. Nhưng mà, ta thích. Hân Nhiên cười hi hi nói, thần sắc trong mắt lại chẳng hề có chút xíu vẻ trách móc nào mà ngược lại, càng mang vẻ coi trọng hơn. Thông Nguyên kia cũng thua rồi, còn dám nói mấy câu khó nghe như thế, mở miệng ra là nói Lâm Nhất ắt phải chết, nói cái gì mà tên hề nhảy múa mua vui. Cuối cùng lại còn không biết xấu hổ mà nói. Người cười đến cuối cùng chắc chắn là hắn ta, đúng là nhục nhã. Hân Nhiên tức đến mức hận không thể tự mình nhảy lên chiến đài đập cho tên hòa thượng thối này một trận nhớ đời. Chương 1371 gặp nhau rồi chứ. Làm gì có người nào không biết xấu hổ như thế. Lâm Nhất, ngươi chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể lọt vào vòng tiếp theo. Nhưng lời tên Thông Nguyên này nói mặc dù khó nghe lại cũng không phải không có đạo lý, nếu như gặp phải những người đó. Chỉ cần có chút không ổn thì lập tức nhận thua, hiểu chưa? Lạc Phong trưởng lão lại mang đầy vẻ nghiêm trọng nhìn về phía Lâm Nhất, trầm giọng nói. Ta hiểu. Lâm Nhất gật đầu, ngược lại cũng không muốn tranh luận. Long môn tranh tài, các cuộc đối đầu vẫn được tiếp diễn, những người có thể lọt vào vòng tiếp theo cũng dần trở nên rõ ràng. Trong bất giác, ánh nắng ban mai đã trở thành chiều tà,
dư quang màu lửa nhuộm đỏ cả một vùng chân trời, thêm chút màu sắc cho quảng trường Long Môn của cổ xưa, đồng thời cũng như đang tuyên bố vòng một của cuộc tranh tài đã dần đi đến hồi kết. Số người được lọt vào vòng tiếp theo của bảy tổ phía trước cũng dần dần được quyết định. Không hề ngoài dự đoán, những nhân vật nổi bật trước cuộc tranh tài đều không hề bất ngờ mà xuất hiện trong vòng tiếp theo. Duy chỉ có phong giã của Bách Thú Môn được coi là xứng với danh hiệu Hắc Mã. Bách Thú Môn là một tông môn bên ngoài biên giới của đế quốc, phong giã này trong Long Môn tranh tài lần trước mặc dù có biểu hiện xuất thần. Nhưng không ngờ được, thực lực của hắn ta trong khóa này lại càng khủng bố hơn, đối thủ của hắn ta còn chẳng thể chịu nổi quá 10 chiêu. Sức mạnh nhục thân khủng khiếp, giống như một con man thú sống sờ sờ. Bản thân hắn ta vốn là man tộc, trong bảo điện Hắc Liên nuốt được một viên dị quả, khiến cho huyết mạch nhục thân xảy ra biến dị. Trước mắt, đã trở thành người được lựa chọn có khả năng tranh vị trí tám công tử nhất. Tên nhãi này, sau lần chia tay ở Hoang Nguyên Tịch Diệt, không ngờ được lại lớn mạnh đến cảnh giới này rồi, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ. Chiến đài thứ 8, Lâm Nhất gặp Ngô Mạc Hàn. Ngô Mạc Hàn. Lâm Nhất hơi bất ngờ, không ngờ đối thủ cuối cùng của hắn trong tổ này lại là Ngô Mạc Hàn của Hỗn Nguyên Tông. Người này, trong cuộc tranh tài trước đó không hề để lộ phong mang. Cả một đường chiến đấu đều thắng rất chật vật, bao gồm cả Lâm Nhất kỳ thực cũng không coi trọng hắn ta lắm. Thậm chí, còn chưa từng để tâm đến người này. Kẻ mạnh thực sự của Hỗn Nguyên Tông, người đứng đầu đương nhiên là công tử Nham Tâm, tiếp đến là Tả Vân mới nổi lên sau này. Nhưng hai người này đều không ở trong chiến đài thứ 8. Vốn cho rằng chiến đài thứ 8 không hề có cao thủ của Hỗn Nguyên Tông, vậy mà không ngờ được lại nhảy ra một Ngô Mạc Hàn này. Bỗng nhiên, Lâm Nhất như nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Nếu như nói chỉ có một vài trận may mắn chiến thắng thì sẽ chẳng có gì đáng để nghi ngờ. Nhưng trận nào cũng đều thắng bằng may mắn, đều chiến thắng một cách chật vật, sau đó lại vừa hay liên tục chiến thắng đến tận cuối. E rằng không đơn giản chỉ là trùng hợp như vậy. Sự tàn khốc trong thi đấu loại trực tiếp chính là người thua cuộc bị loại, nhưng càng về sau thì lại càng không có yếu tố may mắn ở đây nữa. Cũng giống như việc sàng lọc. Kẻ mạnh thực sự sẽ được sàng lọc theo từng vòng đấu. Gặp nhau rồi chứ? Trên gương mặt Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Tông lộ ra ý cười lạnh lùng, cảnh tượng mà ông ta mong ngóng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Chương 1372 người này tâm kế thâm sâu quá. Những trưởng lão khác cũng đồng thời lộ ra nụ cười đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Khóe môi công tử Nham Tâm khẽ cong lên, hắn ta cũng cực kỳ mong ngóng cuộc chiến này. Tả Vân nhìn hai người đứng trên chiến đài, đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng, tầm mắt rơi lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất, hy vọng ngươi không đánh giá sai thực lực của Ngô Sư Huynh. Còn tưởng rằng trong chiến đài thứ 8 đã định là không thể gặp được ngươi, không ngờ trận chiến cuối cùng này rốt cuộc vẫn không thể tránh được. Vẻ mặt Ngô Mạc Hàn lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất, đáy mắt không hề gợn sóng. Ngươi sẽ phải hối hận vì đã gặp ta. Lâm Nhất khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía nhân tài của Hỗn Nguyên Tông này. Vị này, sợ rằng chính là một con át chủ bài được giấu kỹ của Hỗn Nguyên Tông trong Long Môn tranh tài lần này. Xem ra ngươi rất tự tin với thực lực của chính mình. Tên của các hạ, trong Hỗn Nguyên Tông ta cũng là không người nào không biết, chưa người nào chưa nghe, trên gương mặt vô cùng bình thường của Ngô Mạc Hàn cũng lộ ra ý cười, giọng nói bình tĩnh. Chỉ là trong sự bình tĩnh còn ẩn chứa một bầu không khí rõ ràng khác lạ khiến người ta sinh nghi. Kỳ thực cũng không cần sinh nghi, đế quốc Đại Tần đều biết, Hỗn Nguyên Tông và Lăng Tiêu Kiếm Các chính là đối thủ một mất một còn của nhau. Lâm Nhất lại từng giết chết ba đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên Tông trong mật cảnh Ma Liên, từ lâu đã trở thành đối tượng truy giết đến cùng của đối phương. Ẩn chứa trong giọng điệu bình tĩnh của Ngô Mạc Hàn là luồng sát ý khủng khiếp khiến người ta phải ngỡ ngàng. Ra tay đi, đã là trận cuối của tổ này rồi, hà tất phải vòng vo nữa. Người thắng đi tiếp, kẻ thua cút về, ra tay để thấy thực chiêu đến đâu là được. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh giọng nói. Như mong muốn của ngươi. Lời vừa dứt, Ngô Mạc Hàn bước qua một bước. Theo bước chân này, vốn dĩ chiến đài thứ 8 đang rất yên ổn bỗng nổ ra luồng khí tức dồn dập như sóng cuộn trào. Khí tức khủng bố.
từng đợt tràn ra từ người Ngô Mạc Hàn, loại uy áp này khiến cho cao thủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 đỉnh phong cũng phải run sợ. Bán bộ tử phủ. Khí tức này vừa được thể hiện ra, vẻ mặt Lâm Nhất đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, Ngô Mạc Hàn này vậy mà lại là một cao thủ cảnh giới bán bộ tử phủ. Quả nhiên, cục diện thắng chật vật trước đó của tên này đều chỉ là ngụy trang. Bán bộ tử phủ. Đáng sợ, tên này bị làm sao vậy? Trước đó trận nào cũng thắng chật vật, chẳng có ai coi trọng hắn ta cả, bây giờ lại đột nhiên bộc phát ra tu vi bán bộ tử phủ. Người này tâm kế thâm sâu quá. Tất cả mọi người theo dõi trận đấu vốn dĩ đều cho rằng Lâm Nhất tất thắng trận này. Dù gì đến loại đối thủ mạnh mẽ sát phạt như Thông Nguyên mà Lâm Nhất còn có thể trấn áp được thì đối với Ngô Mạc Hàn thắng chật vật từ đầu đến cuối này có tính là gì? Không nói đến nghiền nát thì ít nhất cũng phải nắm chắc phần thắng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, Lâm Nhất đã là người chắc chắn vào được vòng tiếp theo, sẽ không còn gặp phải bất cứ sóng gió nào nữa. Không ngờ được, tự nhiên từ đâu lại nhảy ra một Ngô Mạc Hàn này. Nếu không gặp phải Lâm Nhất, chắc hắn ta sẽ vẫn tiếp tục che giấu bản thân. Dầm. Chương 1373 Lâm Nhất giao đấu với công tử Dạ. Việc này quả thật rất hiếm thấy, xác suất công tử rút chúng công tử cũng không lớn. Lạc Phong thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng rốt cuộc cũng thoáng hiện ý cười. Công tử Phi Vũ đối chiến cùng công tử Quan Sơn, hiển nhiên, thực lực của hai người không hề tầm thường. Nếu công tử Quan Sơn có thể giành được phần thắng thì không còn gì tốt hơn. Hẳn là ngươi cũng an tâm rồi nhỉ. Trong đoàn người của Lăng Tiêu Kiếm Các, Diệp Phong nhìn về phía Lâm Nhất, lên tiếng chế giễu. Lâm Nhất thản nhiên nói, không liên quan đến ngươi. Diệp Phong khẽ cười, nói, sư huynh có lòng quan tâm, sao tiểu sư đệ lại vô tình như thế? Tâm trạng của hắn ta rất tốt, đối thủ lần này là Phong Dã, một nhân tài kiệt xuất thuộc tông môn nằm ngoài đế quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ta có thể ổn định tiến vào 16 thứ hạng đầu. Lăng Tiêu Kiếm Các. Đúng lúc này, giọng công chúa Phượng Hoa vang lên, khi nghe nhắc đến bốn chữ Lăng Tiêu Kiếm Các, tất cả các thành viên của Kiếm Các đều lộ vẻ nghiêm túc. Bạch Lê Hiên và Diệp Phong đều đã giúp chúng đối thủ, lúc này, nhắc đến Lăng Tiêu Kiếm Các, thì cái tên sắp được sướng lên chỉ có thể là Lâm Nhất. Đối thủ của hắn sẽ là ai? Không biết là cố ý hay vô tình, khi đọc lên bốn chữ Lăng Tiêu Kiếm Các, ánh mắt công chúa Phượng Hoa thoáng dừng lại trên người Lâm Nhất. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, một lát sau, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại lần nữa vang lên, Lâm Nhất đối chiến cùng công tử Dạ của Vân Tiêu Kiếm Các. Vừa dứt lời, quảng trường Long Môn lập tức sôi trào, tin tức này đã gây ra chấn động cực lớn. Lâm Nhất giao đấu với công tử Dạ. Hình như hắn có hơi xúi quẩy thì phải, đối thủ trong trận đầu vòng dị tổ đối chiến lại là công tử Dạ một trong bát công tử. Nếu nhớ không lầm, hình như trước đó, sư đệ của công tử Dạ đã chết trong tay Lâm Nhất thì phải. Hề hề, dị tổ đối chiến lần này đúng là có nhiều thứ hay ho. Trước là hai tên yêu nghiệt trong bảng tân tú, Bạch Lê Hiên và Tả Vân đối chiến, sau đó công tử chiến với công tử, giờ thì đến Lâm Nhất đụng phải công tử Dạ. Cũng không biết ai sẽ lọt vào tám vị trí đầu, trở thành tân công tử. Cùng với kết quả rút thăm lần lượt được công bố, bầu không khí tại hiện trường dần dần nóng lên. Chỉ cần nghe kết quả rút thăm cũng có thể tưởng tượng ra được trận dị tổ đối chiến 3 ngày sau sẽ ác liệt cỡ nào. Không thể không nói, Long Môn tranh tài lần này quả thật có rất nhiều thứ đáng xem. Ha ha, thú vị thật, không đụng với công tử Phi Vũ mà lại đụng với công tử Dạ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ một chữ chết. Nghe được kết quả rút thăm, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười quái gở. Diệp sư huynh, dù gì cũng là đồng môn, huynh nói chuyện có hơi cay nghiệt rồi đấy. Hân Nghiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Chương 1374 thế thì tốt. Sự thật mà thôi, ta có nói sai à? Chẳng lẽ muội cho rằng Lâm Nhất sẽ thắng công tử Dạ, ta nghĩ, ngay cả muội cũng không thật sự tin vào điều đó. Diệp Phong cười lơ đễnh. Huynh. Mặt Hân Nghiên lập tức sầm xuống, cô vừa định nổi giận thì bị Lâm Nhất ngăn lại. Hắn bình tĩnh nói, Diệp sư huynh vẫn nên quan tâm đến đối thủ của mình thì hơn. Phong Dã của Bách Thú Môn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vậy à,
Một tên nhà quê của tộc Man thì có gì phải sợ, ta đi khắp các quốc gia, kiến thức nhiều hơn ngươi đấy. Diệp Phong thản nhiên nói, trong mắt hắn ta lóe lên sự khinh thường. Thấy thế, Lâm Nhất cũng không nói nhiều, chỉ thầm cười khẩy. Nếu tên này thật sự nghĩ vậy thì e là sắp tới phải chịu thiệt lớn. Tuy nhiên, cũng chẳng sao, đối phương đã không cảm kích thì hắn cũng không cần nhiều lời. Lạc trưởng lão. Đúng lúc này, Lạc Phong từ trên đài cao đi xuống, thấy thế, Diệp Phong trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Các ngươi cũng đã biết đối thủ của mình là ai rồi chứ? Đã rõ. Lạc Phong liếc nhìn Bạch Lê Hiên, thấp giọng nói, Bạch Lê Hiên, đối thủ của ngươi là Tả Vân của Hỗn Nguyên Tông, ta đã từng gặp người này tại bữa tiệc Quỳnh Đài, không đơn giản đâu. Có lẽ là vậy, Bạch Lê Hiên chỉ cười, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên, hắn ta cũng không xem trọng Tả Vân. Diệp Phong, đối thủ của ngươi là Phong Dã, người này từng đạt được kỳ ngộ trong mật cảnh Ma Liên, không thể khinh thường. Đối với Bạch Lê Hiên, Lạc Phong không căn dặn quá nhiều, và cũng không có vẻ gì là lo lắng. Dù sao hắn ta cũng đã đột phá thánh thể, với cảnh giới của Lạc Phong, ông ta có thể nhìn ra được một ít thứ mà đối phương che giấu. Vô cùng đáng sợ, hơn xa những gì mà người này thể hiện ra ngoài. Trái lại là Diệp Phong, tuy cảnh giới đã đạt đến bán bộ tử phủ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhưng đối thủ của hắn ta lại là tên yêu nghiệt tộc Man kia. Phàm là người đạt được kỳ ngộ trong mật cảnh Ma Liên, không có ai là kẻ yếu, sợ nhất là Diệp Phong khinh địch. Cũng không đến mức khinh thường, nhưng ta thật sự có lòng tin sẽ thắng hắn. Trước mặt Lạc Phong trưởng lão, Diệp Phong không dám ngang ngược, tuy nhiên, giọng điệu cũng rất kiêu ngạo. Thế thì tốt. Lạc Phong khẽ gật đầu, cuối cùng, ông ta quay sang nhìn Lâm Nhất, lệ vẻ căng thẳng trước nay chưa từng có. Lâm Nhất, đối thủ của ngươi là... Ta biết là công tử Dạ, một trong bát công tử, nghe đến hắn có thể đánh chết cao thủ cảnh giới tử phủ. Lâm Nhất mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chương 1375 vậy còn tỷ lệ cược ta giành hạng nhất là bao nhiêu? Cái tên này, vậy mà ngươi còn cười được, chẳng lẽ ngươi có lòng tin sẽ đánh thắng công tử Dạ? Lạc Phong thoáng sững sờ, sau đó cười nói, vẻ mặt ông ta cũng dịu đi phần nào. Năm phần, ít nhất là năm phần, Lâm Nhất nói một cách nghiêm túc. Mọi người đều sững sờ, lộ vẻ khó có thể tin nổi. Lạc Phong cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Lâm Nhất lại trả lời nghiêm túc như vậy. Có thể tay không giết hung thú cảnh giới tử phủ thì sao chỉ có 5 phần cơ hội được chứ? Lạc Phong trưởng lão, ngài chớ có xem nhẹ Lâm Nhất sư đệ của chúng ta, đột nhiên Bạch Lê Hiên lên tiếng, trên môi hắn ta là nụ cười thần bí. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, trong mắt hắn lóe lên sự sắc bén, trầm giọng nói, quả nhiên, hôm đó, người lén nhìn trộm ta tu luyện là ngươi. Khi đánh nhau với yêu thú trong hoang nguyên tịch diệt, hắn luôn cảm thấy có ai đó đang bí mật theo dõi hắn. Nhưng đối phương ẩn nấp rất kỹ, kỹ đến mức khiến hắn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Lạc trưởng lão, ta xin cáo từ trước. Bạch Lê Hiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, lập tức rời đi. Ta cũng đi đây ạ. Diệp Phong nhìn Lâm Nhất, hắn ta hơi bất ngờ về Bạch Lê Hiên. Nhưng có thể giết được yêu thú tử phủ là sẽ có 50% cơ hội chiến thắng công tử Dạ ư. Công tử Dạ là một cao thủ có thể giết được võ giả cảnh giới tử phủ chân chính. 50% cơ hội. Ta thấy 20% còn không có cửa. Đương nhiên, có Lạc Phong trưởng lão ở đây, hắn ta sẽ chỉ nói thầm những lời này trong lòng. Trên quảng trường Long Môn, người xem đã rời đi không còn mấy người, đệ tử của các tông đều đã đi gần hết. Tất cả đều đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến khác nhóm kịch liệt hơn ở 3 ngày sau. Lạc Phong không để ý Bạch Lê Hiên, dặn dò, Lâm Nhất, đừng đi lung tung ở đế đô, 3 ngày này tốt nhất nên ở phân đà kiếm các. Ta hiểu. Dưới chân hoàng thành, tuy sẽ không có ai dám ngang nhiên động vào hắn, nhưng chung quy vẫn không quá an toàn. Hi hi, đại ca, chúng ta đi Vạn Bảo Các đi. Lý Vô Ưu híp mắt nói với Lâm Nhất. Lần này Vạn Bảo Các không nghĩ huynh sẽ xuất hiện trong Long Môn tranh tài nên tỷ lệ cược gần bằng 1:2, ta cược huynh nhất định sẽ đến, vừa khéo kiếm thêm một khoản nhỏ. Vậy còn tỷ lệ cược ta giành hạng nhất là bao nhiêu? Lâm Nhất bâng quơ hỏi.
nếu ta nhớ không lầm là gần bằng 1 so 10, tỷ lệ cược Tần Vũ là thấp nhất, chỉ có 0 phẩy mấy, ta tức muốn chết, như thể hắn ta nhất định sẽ giành hạng nhất vậy đó. Cao vậy sao? Chương 1376 đến rồi à? Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, không ngờ tỷ lệ cược mình lại là con số gần bằng 1 so 10 khoa trương này. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Trong cuộc chiến giành vị trí đầu, người có khả năng cao nhất đương nhiên là 7 vị công tử, trong đó Tần Vũ chắc chắn là người nổi tiếng nhất. Vạn bảo các còn không nghĩ hắn sẽ tham gia Long Môn tranh tài thì sao có thể cược hắn giành được hạng nhất. Có lẽ những người khác cũng sẽ không tin hắn có thể giành hạng nhất đâu. Dù tỷ lệ đặt cược có khoa trương đến đâu, số người dám cược thật sự cũng sẽ không được bao nhiêu. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, nhẹ giọng đáp, ta không đi vạn bảo các được. Ta cần phải tới rừng táng kiếm, sư tỷ, vô ưu, hai người có muốn đi cùng ta không? Ta không đi, mệt quá rồi, tiểu sư đệ nhớ đừng đến trễ đấy nhé. Hân Nghiên nheo mắt lại, vẻ lười biếng ít thấy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rung động. Rừng táng kiếm à, ta thì bỏ đi. Lý vô ưu cười ngượng ngùng. Hiển nhiên vẫn còn sợ thập tam gia. Chấm chấm chấm. Vào đêm tối, bầu trời phủ kín những vì sao. Trên hồ Hàn bên ngoài rừng táng kiếm, hoàng thành đế đô. Lâm Nhất cưỡi ngựa huyết long, trên mặt là vẻ nghiêm túc với trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sư tỷ biết di hài của Hân Tuyệt đại ca đang ở đây nên mới không đến, có lẽ cô vẫn chưa biết nên đối mặt như thế nào. Ngoài mặt thoạt nhìn cười tươi như hoa, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa lành hẳn. Đừng nói là sư tỷ, ngay cả hắn cũng không có đủ dũng khí đối mặt với Hân Tuyệt. Đối mặt với Hân Tuyệt đại ca, người đã chết để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng có một số chuyện cuối cùng vẫn phải đối diện, chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn trốn tránh. Vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn trầm giọng bảo, đi. Cộc cộc cộc. Ngựa huyết long hóa thành một tia chớp. Phi nhanh trên mặt hồ Hàn mờ mịt hơi nước. Vừa đi được nửa đường, sương mù dày đặc trên mặt hồ tản ra, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện. Trên mũi thuyền có một lão già ăn mặc như một ông lão đánh cá, ông ta mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, cầm cần câu cá dưới bầu trời đầy sao. Đến rồi à? Áo tơi chưa động, giọng nói trầm thấp của ông lão đã vang lên, ông ta không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến, ngoài Lâm Nhất ra thì sẽ không có ai khác. Trận đấu theo nhóm nhỏ của Long Môn tranh tài đã kết thúc, ta có 3 ngày nghỉ ngơi nên muốn tới đây thăm thập tam gia. Chương 1377 có gì không dám chứ? Lâm Nhất chở mình nhảy xuống mặt hồ, vỗ ngựa huyết long, đi tới bên cạnh thập tam gia. Sau nhiều ngày không gặp, khuôn mặt rãi dầu sương gió của thập tam gia dưới chiếc mũ rộng vành tựa hồ càng thêm già nua. Thập tam gia, tóc ông bạc hết rồi này. Lâm Nhất biến sắc. Đột nhiên lên tiếng. Tiểu tử nhà ngươi để ý thật đó. Dưới mũ rộng vành, nét mặt lạnh lùng của thập tam gia hiện lên nụ cười. Long Môn tranh tài diễn ra 3 năm một lần, với tu vi huyền võ tầng 9 của ngươi, có lẽ không ai nghĩ ngươi có thể đi đến cuối cùng. Chắc kiếm các cũng đã có người khuyên ngươi 3 năm sau rồi hắn tham gia, sao ngươi lại nóng vội thế? Thập tam gia cầm cần câu, nhìn mặt hồ không ngừng gợn sóng, bình tĩnh hỏi. Lời gì đã hứa, ắt phải thực hiện. Lâm Nhất cũng rất bình tĩnh, ta không muốn nuối tiếc, cũng không muốn để người mà mình yêu quý phải đau khổ suốt 3 năm. Nếu không giành hạng nhất thì sẽ không thể cứu hết người của Dạ gia, không thể giúp Hân Nghiên tỷ khôi phục lại họ. Cây gai này đã cắm trong tim sư tỷ rất nhiều năm, cô đã đau khổ lắm rồi. Và lại 3 năm rất dài. Không nuối tiếc ư? Đúng, để không nuối tiếc. Nắm bắt thời gian. Những vì sao lấp lánh, bầu trời đêm rực rỡ. Ánh sao rọi vào mặt Lâm Nhất, hắn nhìn hồ Hàn, nở nụ cười nhẹ nhõm, kiên định đáp, lòng hướng về kiếm, cả đời không hối hận. Không nuối tiếc, nắm bắt thời gian, lòng hướng về kiếm, cả đời không hối hận. Thập tam gia chậm rãi quay qua nhìn khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên, tầm mắt chạm vào dấu ấn màu tím trên ấn đường hắn. Một ngày làm nô, cả đời có ấn. Nhưng nhìn nụ cười dưới ánh sao của thiếu niên, dấu ấn tím này không làm giảm đi phong thái của hắn, ngược lại còn có vẻ tự tin như một vì sao. Nhưng chung quy câu nói nắm bắt thời gian, cả đời không hối hận vẫn hơi ngông cuồng,
suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng vậy thì sao? Tuổi trẻ phải làm như vậy. Thập Tam gia, cá cắn câu rồi kìa. Lâm Nhất nhìn dây câu đung đưa, phấn khích nói. Ha ha, đúng là đã cắn câu. Ta đã câu con ngư vương này 10 năm, hai lần nó ăn mồi rồi chạy mất. Đây là lần thứ ba, nếu không thành công thì có lẽ cả đời này không thể cắn câu nữa. Tiểu tử, ngươi có dám kéo lên giúp ta không? Trên khuôn mặt già nua của Thập Tam gia hiện lên nụ cười của người thiếu niên, ông ta nói với giọng khiêu khích. Có gì không dám chứ? Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, hắn đi tới cầm lấy cần câu. Câu cá ư? Chương 1378 rõ ràng là một con rồng. Nếu là ngư vương thì sẽ nhiều thách thức lắm đây. Lâm Nhất lập tức có hứng thú câu cá, đồng ý không chút do dự trước lời khiêu khích của Thập Tam gia. Tiểu tử, ta thích sự tự tin này của ngươi, lát nữa chịu khổ thì đừng trách tại sao ta không nhắc ngươi. Thập Tam gia sờ râu, cười hài hước đưa cần câu qua cho Lâm Nhất. Câu cá thôi mà, chẳng lẽ cá có thể ăn mình hay sao? Lâm Nhất mỉm cười, trong lòng có chút cảnh giác nhưng không để ý lắm. Nếu như ông ta nói chỉ là câu cá, chẳng lẽ còn có thể bị cá ăn ngược lại? Ai biết được? Thập Tam gia cười bí ẩn, không nhiều lời nữa. Mùi vị của cá tuyết long rất đậm đà, ta cũng nhớ lắm. Nếu là ngư vương thì chắc không thể đo đếm được vị ngon của nó. Lâm Nhất nhận lấy cần câu, nở một nụ cười tự tin. Hô! Nhưng hắn vừa cầm lấy cần câu đã cảm nhận được một lực cực kỳ nặng. Bước chân lảo đảo, cơ thể lắc lư suýt bị giật ngã xuống. Chết tiệt! Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, trong lúc luống cuống, sức lực phun trào, lực lượng long tượng cổ xưa tràn ngập toàn thân, Lâm Nhất nắm chặt cần câu. Bùm bụp! Chiếc thuyền đánh cá nhỏ chao đảo trên mặt hồ, Lâm Nhất khẽ biến sắc. Hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng đánh ra một lực năm đỉnh, tương đương với 25 vạn cân. Lực 25 vạn cân đáng sợ đến mức nào, đó là dù đối mặt với yêu thú tử phủ cũng có thể đánh lùi đối phương bằng một quyền. Nhưng bây giờ lại không thể nhấc ngư vương lên, chỉ đủ để làm mình đứng vững. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Lâm Nhất dần trở nên nghiêm túc, hắn đột nhiên nắm chặt cần câu, trầm giọng quát, lên đây cho ta. Khí huyết lập tức sôi trào, chân nguyên sao động, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh khủng như một con man thú thượng cổ. Mặt hồ đột nhiên nổi sóng, một con quái vật khổng lồ ngoi lên từ giữa làn sóng mãnh liệt, nó bị Lâm Nhất kéo ra ngoài. Soạt, bọt nước dao động biến thành mưa to gió lớn rơi lả tả. Nhìn con quái vật khổng lồ bị mình kéo lên, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, đây đâu phải là cá. Rõ ràng là một con rồng. Cơ thể nó rất lớn, vảy cá phủ dày như một con dao xà, đầu cá mọc một cặp sừng uốn lượn, toàn thân toát lên khí tức khủng khiếp. Mơ hồ ẩn chứa một tia long uy. Thập Tam gia, ta câu lên rồi. Chương 1379 có gì không dám. Nhưng dù mạnh đến đâu thì chung quy cũng chỉ là một con cá, khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, trên mặt là vẻ kích động. Tóm! Hắn chưa kịp phản ứng, con ngư vương vừa được câu lên nửa thân đột nhiên cười gian trá. Nó lộn một vòng trên không, sau đó chìm xuống nước với một lực cực mạnh. Trong phút chốc, sóng lớn ngập trời, cuộn trào mãnh liệt. Mặt hồ cũng liên tục nổi bọt nước, con thuyền đánh cá bị sóng đánh chao đảo, không ngừng phập phồng. Lâm Nhất hoảng sợ, một lực rất mạnh không thể chống cự lập tức kéo hắn xuống thuyền. Nửa người chìm xuống nước. Khí lạnh xâm nhập vào, đầu Lâm Nhất ở dưới đáy nước, hắn cảm nhận được có một cái bóng khổng lồ đang nhanh chóng đến gần mình. Một nỗi sợ vô tận lập tức bao trùm lấy trái tim Lâm Nhất. Con cá này muốn ăn thịt người. Khi thấy hắn sắp hoàn toàn chìm xuống hồ. Một lực hút mạnh mẽ hóa thành bàn tay kéo hắn lên. Lâm Nhất rơi xuống thuyền, toàn thân ướt đẫm, nhìn vô cùng chật vật, mặt mũi trắng bệch, lòng còn sợ hãi, cảm giác như vừa đi qua cửa âm phủ. Tiểu tử, 10 năm qua ta dùng yêu đan tử phủ làm mồi nhử đều bị con ngư vương này ăn mất. Mấy năm gần đây, nếu không phải yêu đan của yêu thú cấp bá chủ cảnh giới tử phủ thì nó không thèm chạm vào, người nghĩ nó không ăn thịt người à? Ha ha, nó có thể ăn cao thủ cảnh giới tử phủ cho ngươi xem đấy. Thập Tam gia uống rượu ở đuôi thuyền, liên tục cười mỉa mai, lần này ta kéo ngươi lên, nhưng chỉ có thể giúp ngươi một lần.
ta sẽ nói rõ ràng, chỉ cần rơi xuống nước, ngươi sẽ không sống nổi dù chỉ một giây, sao nào, còn dám giữ cần câu nữa không? Ăn yêu đan tử phủ suốt 10 năm qua, vậy bây giờ con ngư vương này mạnh đến cỡ nào? Tay cầm cần câu của Lâm Nhất khẽ run lên, nhớ lại cảnh tượng rơi xuống nước đáng sợ trước đó. Hắn lập tức rùng mình, có lẽ những gì thập tam gia nói không phải giả. Có gì không dám. Nhưng trong mắt Lâm Nhất lập tức thoáng hiện vẻ kiên trì, hắn không tin mình không thể bắt được con ngư vương này. Vậy thì mau lên, đợi nó ăn xong mồi sẽ không để ý tới ngươi nữa đâu. Thập tam gia nheo mắt lại, mỉm cười bảo, bộ dạng như đang xem kịch vui. Lâm Nhất lại đứng dậy, hai tay nắm lấy cần câu, tinh khí thần đạt tới mức độ căng thẳng xưa nay chưa từng có. Lòng dần bình tĩnh lại, nếu thật sự như thập tam gia nói thì con ngư vương này khó đối phó hơn hẳn tưởng tượng nhiều, phải từ từ vật lộn với nó mới được. Hắn không coi thường nó nữa, chân nguyên toàn thân phun trào, khí lực sao động, hắn nắm chặt cần câu. Ầm ầm. Một người một cá, một trên bờ một dưới nước, cả hai đối đầu với nhau. Lâm Nhất cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, ít nhất con ngư vương này sẽ có lúc lơ là khi ăn mồi. Mồi. Chương 1380 thú vị đấy. Đôi mắt của thiếu niên đột nhiên sáng rực lên, nụ cười mỉm hiện lên trên mặt. Hóa ra thập tam gia đã nói cho hắn biết điểm quan trọng, nếu con cá này chưa ăn hết mồi thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu vậy thì tại sao không tương kế tự kế? Bên trái. Lâm Nhất đưa tay ném cần câu sang bên trái, sau đó lập tức cảm nhận được một mạch nước ngầm đang dao động dưới nước. Bên phải. Không chờ nó tới, cần câu lại vung ngang qua, đuôi ngư vương dưới nước vẫy mạnh, tấn công một cách nhanh như chớp. Lâm Nhất đã bắt được nhịp, năm ngón tay nắm chặt cần câu, cổ tay nghiêng về phía sau. Chiếc cần câu mảnh dài trong tay hắn lập tức múa như kiếm. Một lát sau, Lâm Nhất đứng trên thuyền. Chiếc cần câu trong tay vung lên như kiếm. Hắn bất giác đắm chìm vào đó, hoàn toàn quên mất mình đang câu cá, mà là đang đấu kiếm với người khác. Ngư vương ở dưới nước hơi bực bội. Đuôi cá đong đưa phát ra lực hút rất mạnh, một sức mạnh không thể chống cự lại đánh tới. Lại muốn dùng chiêu này à? Lâm Nhất nở nụ cười, hai chân đứng trên thuyền, chân nguyên điên cuồng rót vào. Con thuyền đánh cá chao đảo trên mạch nước ngầm rồi đột nhiên lao tới trước. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn một nửa sức mạnh này. Cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt, Lâm Nhất điều khiển thuyền đánh cá bay ngược trên mặt nước như một mũi tên. Ông! Hai người đấu sức với nhau làm cho dây câu căng thành một tia sáng trắng, phát ra tiếng ông ông như thân kiếm. Vẫn chưa đến lúc. Sóng đã ngừng vỗ. Mặt nước trở lại tĩnh lặng, đôi mắt Lâm Nhất sáng ngời, hắn bình tĩnh tính toán, đợi khi nó ăn xong mồi, thả lỏng cảnh giác mới là lúc cần phải ra tay. Lúc này có thể gây áp lực cho nó, nhưng không thể dồn nó vào đường cùng. Xoẹt! Con thuyền đánh cá dưới chân vạch ra một vòng tròn trên mặt hồ như thanh kiếm, tạo thành màn nước hình quạt, cần câu lại chìm xuống nước. Thú vị đấy! Thập tam gia cầm bầu rượu đứng ở đuôi thuyền, thản nhiên cười mỉm nói. So với cảnh sóng to gió lớn trước đó, sự tĩnh lặng yên bình của lúc này càng nguy hiểm hơn. Hai bên âm thầm đấu với nhau, thi triển tuyệt kỹ, một sợi dây câu, một người một cá cùng nắm. Vừa là đấu trí vừa là đấu dũng. Chương 1381 con cá xảo trá này. Nếu chỉ biết dùng sức mạnh sẽ lập tức thua trận, hơn nữa còn thua một cách thê thảm. Mạch nước ngầm dưới hồ càng dao động dữ dội hơn. Một cơn giông tố nổi lên ngay khi trời không gió, hồ không sóng. Lâm Nhất chợt cảm nhận được dây câu trong tay mình thả lỏng, mặt lập tức biến sắc. Ngư vương định đi ư. Nhưng rõ ràng mồi câu vẫn chưa bị ăn, con cá này thật cẩn thận, đoán đúng suy nghĩ của hắn. Cứ vậy mà đi thì lợi cho ngươi quá. Lâm Nhất nheo mắt lại, dĩ nhiên không muốn cứ thế để nó bỏ đi, chân nguyên và khí lực đã thủ thế chờ đợi chuẩn bị bùng nổ. Không đúng. Nhưng khi hắn sắp bùng nổ chợt nghĩ tới điều gì đó, con ngư vương này rất tham lam, vừa rồi đấu sức với hắn cả buổi, bị hắn đùa bỡn bơi đi bơi lại cũng không muốn từ bỏ mồi câu. Nó thật sự sẽ từ bỏ con mồi cuối cùng này sao? Tuy rằng mồi câu cuối cùng ít, nhưng đều là tinh hoa yêu đan. Đánh cược nào?
Lòng Lâm Nhất trùng xuống, sức mạnh sắp phun trào như núi lửa bị hắn áp chế lại. Để con ngư vương này thoát khỏi cần câu, chậm rãi chìm xuống đáy nước. Tiểu tử, người phải đền cho lão phu một con ngư vương đấy. Thập Tam gia cảm ứng được ngư vương đã đi xa thì sờ râu cười bảo. Con ngư vương này đã thành tinh từ lâu, nếu để ông ta câu, chắc nó vừa cắn câu một nửa sẽ lập tức trốn xa. Để Lâm Nhất thử một lần cũng vì ngư vương khinh thường hắn, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Bây giờ xem ra vẫn không thể thực hiện được. Vậy sao, thế thì tiểu tử ta đây sẽ đền cho Thập Tam gia một con ngư vương. Lâm Nhất nhếch môi, nở nụ cười thản nhiên. Hắn nhấc cần câu lên cao, dây câu mắc mồi chui ra khỏi mặt nước, dừng ở giữa không trung. Khi Thập Tam gia đang nghi hoặc, dưới nước cuộn trào, ngư vương đuổi theo như tia chớp, cắn về phía mồi câu với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Con cá xảo trá này. Thập Tam gia vỗ mạnh vào đùi, tức giận mắng. Thì ra con ngư vương này vẫn chưa bỏ lòng gian, hoàn toàn chưa từng có ý định từ bỏ con mồi cuối cùng này, chẳng qua nó đã sớm biết Lâm Nhất sẽ bùng nổ ngay lúc mồi câu bị ăn xong. Vậy nên nó cố tình bày binh bố trận, đợi khi chỉ còn một ít mồi thì lặng lẽ rút lui. Giả vờ như đã trốn xa, chờ Lâm Nhất thả lỏng rồi lao ra như một tia chớp, tha con mồi này đi. Không ngờ thiếu niên này đã có tính toán trước. Chương 1382 lời này nghe không giống như một người tiền bối. Khi ngư vương sắp nhảy ra khỏi mặt nước, Lâm Nhất nhướng mày, cần câu như kiếm, kiếm đi theo người. Hắn thu tay về, bật nhảy lên cao rồi xoay tròn giữa không trung. Ngay lúc Lâm Nhất xoay tròn, quần áo bay phần phật, tóc dài tung bay, kiếm ý đã thủ thế chờ sẵn lập tức bùng nổ. Ầm ầm. Trên mặt hồ tĩnh lặng lập tức nổi sóng, sóng lớn chập trùng, cuồn cuộn và dữ dội. Khi hắn đáp xuống, kiếm ý toàn thân đã đạt tới đỉnh phong, sau lưng có 18 cột nước phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã đâm thủng hư không, hắn nhìn cái miệng há to của ngư vương đang tới gần. Đi chết đi. Chiếc cần câu trong tay đâm tới như kiếm, đâm vào cổ họng, bộ phận yếu nhất của ngư vương theo ánh mắt như điện. Cần câu xuyên thân, một đòn chí mạng, một kiếm ngư long múa. Cột nước chọc trời biến thành mưa rào tầm tã, rơi xuống theo cuồng phong. Chiếc thuyền đánh cá nhấp nhô trên sóng. Thiếu niên cầm cần câu đứng trên mũi thuyền, trên cần câu treo một con ngư vương đáng sợ như rồng. Thập Tam gia, ta đã câu được ngư vương rồi. Trong mưa gió, Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn Thập Tam gia với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Thập Tam gia ngẩn ra một lúc mới bật cười, tiểu tử này, được, lão phu phục ngươi đấy, ha ha ha. Lời này nghe không giống như một người tiền bối. Nhưng nó lại phù hợp với ý muốn ban đầu của ông ta, bởi vì do ông ta khiêu khích Lâm Nhất, bây giờ hắn đã câu được cá, ông ta chỉ biết nói một chữ, phục. Đi. Thập Tam gia liên tục cười to, vô cùng vui vẻ, tay phải đột nhiên vỗ một cái vào hư không. Ầm. Dưới một chưởng này, thuyền đánh cá bay lên không trung, tựa như một mũi tên xuyên qua màn mưa phùn. Thoáng chốc đã bay xa mười mấy dặm rồi dừng lại bên bờ. Người Lâm Nhất khẽ run rẩy, hắn cầm cần câu, suýt chút ngã xuống. Thập Tam gia lại cười to, xúc sinh này cứ giao cho ta xử lý, nuôi 10 năm, cũng đã đến lúc làm thịt rồi. Dứt lời, ngư vương cá tuyết long lập tức rơi vào tay Thập Tam gia. Bây giờ cả người cá tuyết long đều là bảo vật. Vảy cá có thể dùng để luyện chế chiến giáp, xương cá có thể dùng để pha rượu. Thịt cá có thể dùng để bồi bổ thân thể tăng cường huyết khí, sừng rồng trên đầu có thể dùng để chế tạo cốt binh, nhưng thứ có giá trị nhất chính là hai con ngươi và yêu đan của ngư vương này. Chương 1383 sao không có chút sát khí nào thế? Theo cách nói của Thập Tam gia, ngư vương này đã có long tính, đôi mắt có thể miễn cưỡng gọi là mắt rồng. Còn về yêu đan thì càng không cần phải nói nhiều. 10 năm qua, yêu đan tử phủ nó đã nuốt nhiều không đếm xuể. Cho nên yêu đan của nó không biết đã được tinh luyện đến mức nào rồi. Hơn nữa cá tuyết long vốn là thứ rất bổ dưỡng, cực kỳ quý giá và hiếm có. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, bỗng chợt nghĩ đến điều gì, hắn bật cười. Thập Tam gia đang bận xử lý xác cá nhìn thấy thế thì trừng mắt, tiểu tử, cười gì đấy. Ta nhớ tới một chuyện, cảm thấy Thập Tam gia rất giống một vị tiền bối.
Giống ai cơ? Các chủ của kiếm các, ông ấy ngắm hoa 10 năm, cuối cùng lại chém bằng một kiếm, thập tam gia nuôi cá 10 năm, cuối cùng cũng giết nó, nghĩ lại thì thấy giống thật. Lâm Nhất còn chưa nói một câu, tính cách của hai người đều rất quái gở. Nói chuyện đều cực kỳ khó nghe, không hề nể nang ai, khó mà sống chung với người khác. Nhưng sâu trong nội tâm hai người đều là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Đơn thuần hơn mấy ông lão nham hiểm nhiều. Ta giống ông ta. Đầu tiên thập tam gia hơi sửng sốt, sau đó cười nói, một vài lúc thật sự rất giống, nhưng lần sau đừng nhắc tới ông già này trước mặt ta. Được rồi, cho ngươi cái này, ta thấy bây giờ ngươi cũng cùng đường rồi, trên người không có tài nguyên gì cả đúng không? Nói xong, thập tam gia ném một viên yêu đan tới. Vụt! Tuy nói là yêu đan, nhưng lại không có chút yêu khí nào cả, yêu đan trong suốt, sáng chói cả mắt, tản ra khí thông linh. Hoàn toàn không có chút sát khí nào, khiến người ta rất ngạc nhiên. Nhưng vào lúc yêu đan rơi vào lòng bàn tay thì chợt trở nên nặng nề, linh khí trong đó hùng hậu và tràn đầy tựa như núi. Lâm Nhất ngạc nhiên nói, sao không có chút sát khí nào thế? Thập tam gia lạnh lùng nói, đó là đương nhiên, tuy cá tuyết long là thú, nhưng cũng là vật thông linh. Yêu đan từng tinh luyện của nó có thể luyện hóa hoàn toàn tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa nhật nguyệt tinh thuần nhất thế gian. Thập tam gia, đây là cá ông nuôi cho mình sao? Thứ nhỏ bé này ta còn xem thường ấy chứ, nhưng ngươi cũng đừng vội luyện hóa, đi theo ta. Thập tam gia tỏ vẻ khinh thường, nói xong, ông ta đi vào sâu trong rừng táng kiếm. Lâm Nhất thầm thấy nghi ngờ, sau khi cất yêu đan của Ngư Long đi thì đuổi theo ông ta. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới trung tâm của rừng táng kiếm, cũng là nơi hắn từng lĩnh ngộ kiếm ý. Chương 1384 bên trong chính là táng kiếm đồ ư. Sâu trong rừng trúc tràn đầy sát khí, trong gió còn ẩn chứa kiếm ý sắc bén. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể giết người. Chắc trong lòng ngươi cũng không biết kiếm ý bán bộ tiên thiên của mình chênh lệch với kiếm ý tiên thiên chân chính ở đâu đúng không? Thập tam gia đưa lưng về phía Lâm Nhất, thản nhiên nói. Lâm Nhất sửng sốt, đây thật sự là điều hắn nghi ngờ. Trước mắt kiếm ý bán bộ tiên thiên của hắn và kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh cũng không chênh lệch gì lắm. Nhưng lại khác nhau như một thùng nước và một thùng nước đá vậy. Chênh lệch ở đâu? Lâm Nhất hơi nôn nóng hỏi. Ngươi phải tìm được thanh kiếm thuộc về mình, theo cách giải thích của Phật môn là phải tìm thấy bản thân. Thập tam gia xoay người, nhẹ giọng nói, Long Hổ Quyền và Thủy Nguyệt Kiếm Pháp ngươi đang học bây giờ đều do người đời trước sáng tạo, dù ngươi tu luyện đến cảnh giới gì thì suy cho cùng nó vẫn là của người khác. Dù là hóa cảnh cũng chỉ là thay đổi để bản thân sử dụng, chứ không phải là của mình. Lâm Nhất như hiểu ra, trầm ngâm nói, ý thập tam gia là ta phải tự nghĩ ra kiếm thuộc về mình sao? Có thể tự nghĩ ra là tốt nhất, nhưng dù không thể, chỉ cần có thể thấy rõ mình là một thanh kiếm thế nào thì sẽ không cách kiếm ý tiên thiên quá xa nữa. Thập tam gia thản nhiên nói, với ngộ tính của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện đến bước này, nhưng muốn lĩnh ngộ trước tử phủ thì nhất định phải mạo hiểm. Với cảnh giới của ngươi bây giờ, muốn tiếp tục đi tiếp trong long môn tranh tài thì sẽ chết chắc. Nếu đã định sẵn sẽ chết, không bằng đi vào táng kiếm đồ của ta một lần trước đi. Táng kiếm đồ. Đúng thế, bây giờ hai chúng ta đều ở trong rừng táng kiếm, bí cảnh này vốn chính là một bức tranh. Năm đó khi sư tổ kiếm vô danh của kiếm các lập ra Lăng Tiêu kiếm các có để lại hai bức tranh, một là thiên kiếm đồ, hai là táng kiếm đồ. Thập tam gia lạnh lùng nói, táng kiếm đồ, tranh như tên, táng kiếm cũng táng người, chỉ cần sơ suất một chút sẽ chết ở bên trong. Giác. Thập tam gia làm ra một thủ ấn huyền diệu. Trong rừng táng kiếm có gió mạnh nổi lên, sắc trời tối lại. Một khe hở không gian vặn vẹo kèm theo cuồng phong xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Khe hở không gian như thông đến lối vào của một thế giới thần bí, luôn có tia điện xẹt qua bên trong, phát ra tiếng kiếm ý chói tai, truyền tới từ lối vào thế giới kia. Bên trong chính là táng kiếm đồ ư. Lâm Nhất nhìn khe hở vặn vẹo, cảm nhận làn sóng đáng sợ truyền tới từ bên trong, nét mặt dần trở nên nặng nề. So với thiên kiếm đồ, hơi thở trong táng kiếm đồ càng khiến người ta sợ hãi hơn. Dường như thập tam gia biết ta sẽ không từ chối. Lâm Nhất nhẹ giọng nói.
tiểu tử ngươi mang trên lưng nhiều thù hận như thế, còn lựa chọn nào khác sao? Đúng, hắn thật sự không còn sự lựa chọn nào khác cả. Lâm Nhất nhớ tới yêu đan ngư long khi nãy, dường như hắn đã hiểu ra điều gì, bèn cất lời, viên yêu đan khi nãy. Chương 1385 Lâm Nhất giao đấu với công tử Dạ. Việc này quả thật rất hiếm thấy, xác suất công tử rút chúng công tử cũng không lớn. Lạc Phong thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng rốt cuộc cũng thoáng hiện ý cười. Công tử Phi Vũ đối chiến cùng công tử Quan Sơn, hiển nhiên, thực lực của hai người không hề tầm thường. Nếu công tử Quan Sơn có thể giành được phần thắng thì không còn gì tốt hơn. Hẳn là ngươi cũng an tâm rồi nhỉ. Trong đoàn người của Lăng Tiêu Kiếm Các, Diệp Phong nhìn về phía Lâm Nhất, lên tiếng chế giễu. Lâm Nhất thản nhiên nói, không liên quan đến ngươi. Diệp Phong khẽ cười, nói, sư huynh có lòng quan tâm, sao tiểu sư đệ lại vô tình như thế? Tâm trạng của hắn ta rất tốt, đối thủ lần này là Phong Dã, một nhân tài kiệt xuất thuộc tông môn nằm ngoài đế quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ta có thể ổn định tiến vào 16 thứ hạng đầu. Lăng Tiêu Kiếm Các. Đúng lúc này, giọng công chúa Phượng Hoa vang lên, khi nghe nhắc đến bốn chữ Lăng Tiêu Kiếm Các, tất cả các thành viên của Kiếm Các đều lộ vẻ nghiêm túc. Bạch Lê Hiên và Diệp Phong đều đã giúp chúng đối thủ, lúc này, nhắc đến Lăng Tiêu Kiếm Các, thì cái tên sắp được sướng lên chỉ có thể là Lâm Nhất. Đối thủ của hắn sẽ là ai? Không biết là cố ý hay vô tình, khi đọc lên bốn chữ Lăng Tiêu Kiếm Các, ánh mắt công chúa Phượng Hoa thoáng dừng lại trên người Lâm Nhất. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, một lát sau, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại lần nữa vang lên, Lâm Nhất đối chiến cùng công tử Dạ của Vân Tiêu Kiếm Các. Vừa dứt lời, quảng trường Long Môn lập tức sôi trào, tin tức này đã gây ra chấn động cực lớn. Lâm Nhất giao đấu với công tử Dạ. Hình như hắn có hơi xúi quẩy thì phải, đối thủ trong trận đầu vòng dị tổ đối chiến lại là công tử Dạ một trong bát công tử. Nếu nhớ không lầm, hình như trước đó, sư đệ của công tử Dạ đã chết trong tay Lâm Nhất thì phải. Hê hê, dị tổ đối chiến lần này đúng là có nhiều thứ hay ho. Trước là hai tên yêu nghiệt trong bảng tân tú, Bạch Lê Hiên và Tả Vân đối chiến, sau đó công tử chiến với công tử, giờ thì đến Lâm Nhất đụng phải công tử Dạ. Cũng không biết ai sẽ lọt vào tám vị trí đầu, trở thành tân công tử. Cùng với kết quả rút thăm lần lượt được công bố, bầu không khí tại hiện trường dần dần nóng lên. Chỉ cần nghe kết quả rút thăm cũng có thể tưởng tượng ra được trận dị tổ đối chiến 3 ngày sau sẽ ác liệt cỡ nào. Không thể không nói. Long Môn tranh tài lần này quả thật có rất nhiều thứ đáng xem. Ha ha, thú vị thật, không đụng với công tử Phi Vũ mà lại đụng với công tử Dạ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ một chữ chết. Nghe được kết quả rút thăm, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười quái gở. Diệp sư huynh, dù gì cũng là đồng môn, huynh nói chuyện có hơi cay nghiệt rồi đấy. Hân Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Chương 1386 Lâm Nhất, đối thủ của ngươi là. Sự thật mà thôi, ta có nói sai à? Chẳng lẽ muội cho rằng Lâm Nhất sẽ thắng công tử Dạ, ta nghĩ, ngay cả muội cũng không thật sự tin vào điều đó. Diệp Phong cười lơ đễnh. Huynh. Mặt Hân Nghiên lập tức sầm xuống, cô vừa định nổi giận thì bị Lâm Nhất ngăn lại. Hắn bình tĩnh nói, Diệp sư huynh vẫn nên quan tâm đến đối thủ của mình thì hơn. Phong Dã của Bách Thú Môn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vậy à, một tên nhà quê của tộc Man thì có gì phải sợ, ta đi khắp các quốc gia, kiến thức nhiều hơn ngươi đấy. Diệp Phong thản nhiên nói, trong mắt hắn ta lóe lên sự khinh thường. Thấy thế, Lâm Nhất cũng không nói nhiều, chỉ thầm cười khẩy. Nếu tên này thật sự nghĩ vậy thì e là sắp tới phải chịu thiệt lớn. Tuy nhiên, cũng chẳng sao. Đối phương đã không cảm kích thì hắn cũng không cần nhiều lời. Lạc trưởng lão. Đúng lúc này, Lạc Phong từ trên đài cao đi xuống, thấy thế, Diệp Phong trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Các ngươi cũng đã biết đối thủ của mình là ai rồi chứ? Đã rõ. Lạc Phong liếc nhìn Bạch Lê Hiên, thấp giọng nói, Bạch Lê Hiên, đối thủ của ngươi là Tả Vân của Hỗn Nguyên Tông, ta đã từng gặp người này tại bữa tiệc Quỳnh Đài, không đơn giản đâu. Có lẽ là vậy, Bạch Lê Hiên chỉ cười, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên, hắn ta cũng không xem trọng Tả Vân. Diệp Phong,
đối thủ của ngươi là Phong Dã, người này từng đạt được kỳ ngộ trong mật cảnh Ma Liên, không thể khinh thường. Đối với Bạch Lê Hiên, Lạc Phong không căn dặn quá nhiều, và cũng không có vẻ gì là lo lắng. Dù sao hắn ta cũng đã đột phá thánh thể, với cảnh giới của Lạc Phong, ông ta có thể nhìn ra được một ít thứ mà đối phương che giấu. Vô cùng đáng sợ, hơn xa những gì mà người này thể hiện ra ngoài. Trái lại là Diệp Phong, tuy cảnh giới đã đạt đến bán bộ tử phủ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhưng đối thủ của hắn ta lại là tên yêu nghiệt tộc Man kia. Phàm là người đạt được kỳ ngộ trong mật cảnh Ma Liên, không có ai là kẻ yếu, sợ nhất là Diệp Phong khinh địch. Cũng không đến mức khinh thường, nhưng ta thật sự có lòng tin sẽ thắng hắn. Trước mặt Lạc Phong trưởng lão, Diệp Phong không dám ngang ngược, tuy nhiên, giọng điệu cũng rất kiêu ngạo. Thế thì tốt. Lạc Phong khẽ gật đầu, cuối cùng, ông ta quay sang nhìn Lâm Nhất, lộ vẻ căng thẳng trước nay chưa từng có. Lâm Nhất, đối thủ của ngươi là... Ta biết, là công tử Dạ, một trong bát công tử, nghe đến hắn có thể đánh chết cao thủ cảnh giới tử phủ. Lâm Nhất mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cái tên này, vậy mà ngươi còn cười được, chẳng lẽ ngươi có lòng tin sẽ đánh thắng công tử Dạ? Lạc Phong thoáng sững sờ, sau đó cười nói, vẻ mặt ông ta cũng dịu đi phần nào. Chương 1387 cao vậy sao? 5 phần, ít nhất là 5 phần, Lâm Nhất nói một cách nghiêm túc. Mọi người đều sững sờ, lộ vẻ khó có thể tin nổi. Lạc Phong cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Lâm Nhất lại trả lời nghiêm túc như vậy. Có thể tay không giết hung thú cảnh giới tử phủ thì sao chỉ có 5 phần cơ hội được chứ? Lạc Phong trưởng lão, ngài chớ có xem nhẹ Lâm Nhất sư đệ của chúng ta, đột nhiên Bạch Lê Hiên lên tiếng, trên môi hắn ta là nụ cười thần bí. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, trong mắt hắn lóe lên sự sắc bén, trầm giọng nói, quả nhiên, hôm đó, người lén nhìn trộm ta tu luyện là ngươi. Khi đánh nhau với yêu thú trong hoang nguyên tịch diệt, hắn luôn cảm thấy có ai đó đang bí mật theo dõi hắn. Nhưng đối phương ẩn nấp rất kỹ, kỹ đến mức khiến hắn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Lạc trưởng lão, ta xin cáo từ trước. Bạch Lê Hiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, lập tức rời đi. Ta cũng đi đây ạ. Diệp Phong nhìn Lâm Nhất, hắn ta hơi bất ngờ về Bạch Lê Hiên. Nhưng có thể giết được yêu thú tử phủ là sẽ có 50% cơ hội chiến thắng công tử Dạ ư. Công tử Dạ là một cao thủ có thể giết được võ giả cảnh giới tử phủ chân chính. 50% cơ hội. Ta thấy 20% còn không có cửa. Đương nhiên, có Lạc Phong trưởng lão ở đây, hắn ta sẽ chỉ nói thầm những lời này trong lòng. Trên quảng trường Long Môn, người xem đã rời đi không còn mấy người, đệ tử của các tông đều đã đi gần hết. Tất cả đều đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến khác nhóm kịch liệt hơn ở 3 ngày sau. Lạc Phong không để ý Bạch Lê Hiên, dặn dò, Lâm Nhất, đừng đi lung tung ở đế đô, 3 ngày này tốt nhất nên ở Phân Đà Kiếm Các. Ta hiểu. Dưới chân Hoàng Thành, tuy sẽ không có ai dám ngang nhiên động vào hắn, nhưng chung quy vẫn không quá an toàn. Hi hi, đại ca, chúng ta đi Vạn Bảo Các đi. Lý Vô Ưu híp mắt nói với Lâm Nhất, lần này Vạn Bảo Các không nghĩ huynh sẽ xuất hiện trong Long Môn tranh tài nên tỷ lệ cực gần bằng 1:2, ta cực huynh nhất định sẽ đến, vừa khéo kiếm thêm một khoản nhỏ. Vậy còn tỷ lệ cực ta giành hạng nhất là bao nhiêu? Lâm Nhất bâng quơ hỏi. Nếu ta nhớ không lầm là gần bằng 1:10, tỷ lệ cực Tần Vũ là thấp nhất, chỉ có 0,mấy. Ta tức muốn chết, như thể hắn ta nhất định sẽ giành hạng nhất vậy đó. Cao vậy sao? Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, không ngờ tỷ lệ cược mình lại là con số gần bằng 1:10 khoa trương này. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Chương 1388 dừng táng kiếm à? Ta thì bỏ đi. Trong cuộc chiến giành vị trí đầu, người có khả năng cao nhất đương nhiên là 7 vị công tử, trong đó Tần Vũ chắc chắn là người nổi tiếng nhất. Vạn Bảo Các còn không nghĩ hắn sẽ tham gia Long Môn tranh tài thì sao có thể cược hắn giành được hạng nhất. Có lẽ những người khác cũng sẽ không tin hắn có thể giành hạng nhất đâu. Dù tỷ lệ đặt cược có khoa trương đến đâu, số người dám cược thật sự cũng sẽ không được bao nhiêu. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, nhẹ giọng đáp, ta không đi Vạn Bảo Các được. Ta cần phải tới rừng táng kiếm, sư tỷ, Vô Ưu, hai người có muốn đi cùng ta không?
ta không đi, mệt quá rồi, tiểu sư đệ nhớ đừng đến trễ đấy nhé. Hân Nghiên nheo mắt lại, vẻ lười biếng ít thấy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rung động. Dừng táng kiếm à, ta thì bỏ đi. Lý Vô Ưu cười ngượng ngùng, hiển nhiên vẫn còn sợ thập tam gia. Chấm chấm chấm. Vào đêm tối, bầu trời phủ kín những vì sao. Trên hồ Hàn bên ngoài rừng táng kiếm, hoàng thành đế đô. Lâm Nhất cưỡi ngựa huyết long, trên mặt là vẻ nghiêm túc với trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sư tỷ biết di hài của Hân Tuyệt đại ca đang ở đây nên mới không đến, có lẽ cô vẫn chưa biết nên đối mặt như thế nào. Ngoài mặt thoạt nhìn cười tươi như hoa, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa lành hẳn. Đừng nói là sư tỷ, ngay cả hắn cũng không có đủ dũng khí đối mặt với Hân Tuyệt. Đối mặt với Hân Tuyệt đại ca, người đã chết để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng có một số chuyện cuối cùng vẫn phải đối diện, chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn trốn tránh. Vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn trầm giọng bảo, đi. Cộc cộc cộc. Ngựa huyết long hóa thành một tia chớp, phi nhanh trên mặt hồ Hàn mờ mịt hơi nước. Vừa đi được nửa đường, sương mù dày đặc trên mặt hồ tản ra, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện. Trên mũi thuyền có một lão giả ăn mặc như một ông lão đánh cá, ông ta mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, cầm cần câu cá dưới bầu trời đầy sao. Đến rồi à? Áo tơi chưa động, giọng nói trầm thấp của ông lão đã vang lên, ông ta không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến, ngoài Lâm Nhất ra thì sẽ không có ai khác. Trận đấu theo nhóm nhỏ của Long Môn tranh tài đã kết thúc, ta có 3 ngày nghỉ ngơi nên muốn tới đây thăm thập tam gia. Lâm Nhất trở mình nhảy xuống mặt hồ, vỗ ngựa huyết long, đi tới bên cạnh thập tam gia. Sau nhiều ngày không gặp, khuôn mặt rãi dầu sương gió của thập tam gia dưới chiếc mũ rộng vành tựa hồ càng thêm già nua. Thập tam gia, tóc ông bạc hết rồi này. Chương 1389 có gì không dám chứ? Lâm Nhất biến sắc, đột nhiên lên tiếng. Tiểu tử nhà ngươi để ý thật đó. Dưới mũ rộng vành, nét mặt lạnh lùng của thập tam gia hiện lên nụ cười. Long Môn tranh tài diễn ra 3 năm một lần, với tu vi huyền võ tầng 9 của ngươi, có lẽ không ai nghĩ ngươi có thể đi đến cuối cùng. Chắc kiếm các cũng đã có người khuyên ngươi 3 năm sau rồi hẵng tham gia, sao ngươi lại nóng vội thế? Thập tam gia cầm cần câu, nhìn mặt hồ không ngừng gợn sóng, bình tĩnh hỏi. Lời gì đã hứa, ắt phải thực hiện. Lâm Nhất cũng rất bình tĩnh, ta không muốn nuối tiếc, cũng không muốn để người mà mình yêu quý phải đau khổ suốt 3 năm. Nếu không giành hạng nhất thì sẽ không thể cứu hết người của Dạ gia, không thể giúp Hân Nghiên tỷ khôi phục lại họ. Cây gai này đã cắm trong tim sư tỷ rất nhiều năm, cô đã đau khổ lắm rồi. Và lại 3 năm rất dài. Không nuối tiếc ư? Đúng, để không nuối tiếc, nắm bắt thời gian. Những vì sao lấp lánh, bầu trời đêm rực rỡ. Ánh sao rọi vào mặt Lâm Nhất, hắn nhìn hồ Hàn, nở nụ cười nhẹ nhõm. Kiên định đáp, lòng hướng về kiếm, cả đời không hối hận. Không nuối tiếc, nắm bắt thời gian, lòng hướng về kiếm, cả đời không hối hận. Thập tam gia chậm rãi quay qua nhìn khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên, tầm mắt chạm vào dấu ấn màu tím trên ấn đường hắn. Một ngày làm nô, cả đời có ấn. Nhưng nhìn nụ cười dưới ánh sao của thiếu niên, dấu ấn tím này không làm giảm đi phong thái của hắn, ngược lại còn có vẻ tự tin như một vì sao. Nhưng chung quy câu nói nắm bắt thời gian, cả đời không hối hận vẫn hơi ngông cuồng, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng vậy thì sao? Tuổi trẻ phải làm như vậy. Thập tam gia, cá cắn câu rồi kìa. Lâm Nhất nhìn dây câu đung đưa, phấn khích nói. Ha ha, đúng là đã cắn câu. Ta đã câu con ngư vương này 10 năm, 2 lần nó ăn mồi rồi chạy mất. Đây là lần thứ 3. Nếu không thành công thì có lẽ cả đời này không thể cắn câu nữa. Tiểu tử, ngươi có dám kéo lên giúp ta không? Trên khuôn mặt già nua của thập tam gia hiện lên nụ cười của người thiếu niên, ông ta nói với giọng khiêu khích. Có gì không dám chứ? Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, hắn đi tới cầm lấy cần câu. Câu cá ư? Nếu là ngư vương thì sẽ nhiều thách thức lắm đây. Lâm Nhất lập tức có hứng thú câu cá. Đồng ý không chút do dự trước lời khiêu khích của thập tam gia. Chương 1390 rõ ràng là một con rồng. Tiểu tử, ta thích sự tự tin này của ngươi,
lát nữa chịu khổ thì đừng trách tại sao ta không nhắc ngươi. Thập Tam ra sờ râu, cười hài hước đưa cần câu qua cho Lâm Nhất. Câu cá thôi mà, chẳng lẽ cá có thể ăn mình hay sao? Lâm Nhất mỉm cười, trong lòng có chút cảnh giác nhưng không để ý lắm. Nếu như ông ta nói chỉ là câu cá, chẳng lẽ còn có thể bị cá ăn ngược lại? Ai biết được? Thập Tam ra cười bí ẩn, không nhiều lời nữa. Mùi vị của cá tuyết long rất đậm đà, ta cũng nhớ lắm. Nếu là ngư vương thì chắc không thể đo đếm được vị ngon của nó. Lâm Nhất nhận lấy cần câu, nở một nụ cười tự tin. Hô! Nhưng hắn vừa cầm lấy cần câu đã cảm nhận được một lực cực kỳ nặng. Bước chân lảo đảo, cơ thể lắc lư suýt bị giật ngã xuống. Chết tiệt! Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, trong lúc luống cuống, sức lực phun trào, lực lượng long tượng cổ xưa tràn ngập toàn thân, Lâm Nhất nắm chặt cần câu. Bùm bụp! Chiếc thuyền đánh cá nhỏ chao đảo trên mặt hồ, Lâm Nhất khẽ biến sắc. Hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng đánh ra một lực năm đỉnh, tương đương với 25 vạn cân. Lực 25 vạn cân đáng sợ đến mức nào, đó là dù đối mặt với yêu thú tử phủ cũng có thể đánh lùi đối phương bằng một quyền. Nhưng bây giờ lại không thể nhấc ngư vương lên, chỉ đủ để làm mình đứng vững. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Lâm Nhất dần trở nên nghiêm túc, hắn đột nhiên nắm chặt cần câu, trầm giọng quát, lên đây cho ta. Khí huyết lập tức sôi trào, chân nguyên sao động, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh khủng như một con man thú thượng cổ. Mặt hồ đột nhiên nổi sóng, một con quái vật khổng lồ ngoi lên từ giữa làn sóng mãnh liệt, nó bị Lâm Nhất kéo ra ngoài. Soạt. Bọt nước dao động biến thành mưa to gió lớn rơi lả tả. Nhìn con quái vật khổng lồ bị mình kéo lên, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, đây đâu phải là cá. Rõ ràng là một con rồng. Cơ thể nó rất lớn, vảy cá phủ dày như một con dao xà, đầu cá mọc một cặp sừng uốn lượn. Toàn thân toát lên khí tức khủng khiếp, mơ hồ ẩn chứa một tia long uy. Thập Tam gia, ta câu lên rồi. Nhưng dù mạnh đến đâu thì chung quy cũng chỉ là một con cá, khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, trên mặt là vẻ kích động. Tóm! Hắn chưa kịp phản ứng, con ngư vương vừa được câu lên nửa thân đột nhiên cười gian trá. Nó lộn một vòng trên không, sau đó chìm xuống nước với một lực cực mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.